sau khi xe ngựa ra khỏi thành nhanh chóng bị ném ở trong một chỗ vắng vẻ nguyên phi cũng chui ra khỏi xe ngựa trốn vào núi với mã phu hai người nhanh chóng bay vào sâu trong núi đi về phía mục tiêu phải nhanh chóng mới được nguyên sắc còn đợi ở bên kia nguyên phi không thể rời đi quá lâu được lần này nàng đến đây chỉ muốn nhìn xem quỷ y đang làm gì hắn có đặt chuyện của nàng ở trong lòng hay không thuận tiện nhắc nhở thúc giục quỷ y làm việc nguyên phi không nóng lòng không được bây giờ khuôn mặt nàng đã xấu như quỷ Cả ngày phải đội nón lá, ngay cả bình thường cũng chẳng dám đeo mặt ra ngoài. Mặt nạ khó mà che được hết, nhất là Nguyên Phi lại không có một con mắt nên không thể che khuất bằng mặt nạ được. Bởi vì đội nón lá không lộ mặt, nên bây giờ Nguyên Phi chẳng muốn trang điểm luôn, trước đây nàng đi ra ngoài thì phải trang điểm cực kỳ xinh đẹp mới được. Trong sơn động trên núi, quản phương Nghi đưa tin đến, Lưu Hữu Đạo nhìn xong rồi đưa cho Lữ Vô Song bên cạnh. Cá đã cắn câu, bây giờ phải trông vào La Thu. Vân Cơ đưa tin đến, nói muốn dựa vào cái này để nắm chắc nguyên phi, có được không vậy? Vì sao ta có cảm giác không ổn chút nào? Nghiêu hữu đạo chỉ cười không nói. Lữ vô song nhìn qua nội dung trong thư, nói. Vân cơ, người quá xem thường La Thu rồi, trước đây có không ít tu sĩ Nguyên Anh, vậy mà La Thu lại có thể trở thành một trong số những người sống sót, hắn không phải là kẻ ăn chay đâu. Nắm được sơ hở thế này, nếu La Thu không giải quyết nổi Nguyên Phi, vậy hắn lăn lộn bấy lâu nay đúng là ổn công rồi. Cứ nhìn mà xem, nguyên phi không phải là đối thủ của la thu đâu nàng chắc chắn sẽ thần phục sợ là nguyên sắc xong rồi nghiêu hữu đạo mỉm cười nói với vân cơ chú ý tin tức bên phía xa như lai truyền đến mục sơn thôn nguyên phi đi đến đây không có dẫn người khí thế rào rạt vào thôn cũng không muốn tạo ra động tĩnh gì lớn chỉ để cho người khác đứng trên núi chờ một mình nàng đi vào thôn thật ra dù nàng có đưa nhiều người đến cũng không thể thay đổi được kết quả được đội nón lá đi vào nguyên phi đi đến gần đình viện thấy được bên ngoài cửa có người chuẩn bị dọn quán, nàng ngăn một thôn dân lại hỏi thăm, mới biết được bây giờ quỷ y đã tạm thời đi nghỉ ngơi, đợi qua giấc nghỉ trưa, trời bớt nắng thì sẽ tiếp tục khám chữa bệnh. Nàng đi đến gần đó, thấy được quách mạn và nhan bảo như đang thu dọn đồ đạc ở trong sân, bốc lên dược liệu vừa mua được xuống xe. Thấy có người lại gần, quách mạn lập tức nghênh đón, nói. Tiên sinh đang nghỉ ngơi, nếu muốn cầu xem bệnh thì mời giờ thân ngày mai lại đến. Nguyên Phi không nói lời nào, nàng nhấc tay lên, trực tiếp nhấc nón đội, cho hai người nhìn thấy mặt mình. Hai người lập tức nhận ra người đến là ai, muốn hành lễ, nhưng bị Nguyên Phi cản lại, nói. Hắc Ly ở đâu, đang nghỉ ngơi trong phòng. Quách mạn nhỏ giọng trả lời. Nguyên Phi lập tức quay người đi vào phòng, Quách mạn và Nhan bảo như đứng phía sau liếc nhau, cả hai đều ý thức được, sợ rằng người trong phòng đang chờ vị này đến. Trong phòng, ba sư đồ người đừng người ngồi đều quay đầu nhìn về phía khách không mời mà đến. Nguyên Phi vừa đi vào đã tháo nón lá xuống, khuôn mặt không biểu tình, nhưng bỗng nhiên nở nụ cười, nói. Tiên sinh đến đây lúc nào? Ba sư đồ quỷ y đều đứng ngay ngắn, không ai trả lời, bọn họ đều dùng ánh mắt liếc nhìn về một bên. chương 2159, không thả cũng không giết. Phản ứng này làm cho Nguyên Phi có cảm giác không đúng, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bên kia, chỉ thấy ở cửa ra vào có một người đứng ở đó, hắn mặc một bộ áo quần màu xanh, thân hình gầy gò, đứng chắp tay, đang hờ hững nhìn chằm chằm nàng nàng không có khả năng không biết người này dù sao nguyên phi cũng ở bên người nguyên sắc nhiều năm như vậy không biết đã gặp đại la thánh tôn bao nhiêu lần rồi la thu lại đi đến đại nguyên thánh địa không chỉ một hai lần rất nhiều lần nàng đã gặp trực tiếp hắn sao lại không biết được chỉ một chút thôi trái tim của nguyên phi đã chìm đến tận đáy cốc phản ứng đầu tiên của nguyên phi là nguyên sắc bắt la phương phỉ la thu ăn miếng trả miếng bắt nàng đến đây chỉ với thực lực của nàng mà muốn đối đầu với la thu hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát được la thu không thể nào trùng hợp ở đây được chắc chắn đây là một cái bẫy nguyên phi lập tức hiểu rõ gì đó nàng mạnh mẽ quay đầu lại nhìn sư đồ quỷ y nghiêm nghị nói các ngươi chán sống sao la thu lên tiếng không liên quan gì đến bọn họ dù sao cũng bất đắc dĩ thôi đương nhiên nếu ngươi không muốn con mắt kia nữa ngươi có thể giết chết hai người kia ta sẽ không ngăn cản nguyên phi quay mặt về phía hắn hơi cúi người gặp qua đại la thánh tôn Trước đó không biết Đại La Thánh Tôn ở đây nên mới xông vào, bây giờ ta không quấy rầy mọi người nữa, xin được cáo lui trước." La Thu không theo ý nàng, hắn xoay người vào phòng, nói: "Nếu không muốn chết thì đi theo ta, không thấy người nữa, Nguyên Phi do dự đứng tại chỗ, đi qua không được mà không đi qua cũng không được, quan trọng nhất là không thể chạy thoát nổi, xúc động khác nào tự tìm đường chết." Điều mà nàng có thể làm lúc này là hung tợn nhìn về phía sư đồ quỷ y bên cạnh. "Vô tướng dịch bước" che trước người quỷ y đề phòng cao độ với thực lực kia nguyên phi chưa chắc đã là đối thủ của hắn nguyên phi quay đầu nhìn về phía ngoài đình việt thấy nhan bảo như bây giờ nàng đã hiểu nhan bảo như đi vào trong phủ thành nam châu để làm mồi nhử rồi phát hiện đám người này muốn dụ nàng đến đây lại muốn không làm cho nguyên phi nghi ngờ có thể nói là dùng trăm phương ngàn kế không để cho quỷ y đi thẳng đến mà lại cho nhan như bảo ra mặt để cho mình tự đoán rằng quỷ y đến đây viên phương nguyên phi hận đến nghiến răng bây giờ nàng có thể khẳng định tên yêu tăng kia chính là nội ứng vì sao không phải là viên phương trùng hợp nhìn thấy nhan như bảo vì sao không phải là trùng hợp chứ đáp án rất đơn giản vì tất cả mọi chuyện từ đầu đến đuôi đều là cái bẫy những người này đứng chờ ở đây để cho nàng tự chui đầu vào lưới như vậy thì phải chắc chắn rằng tin tức nhan bảo như xuất hiện phải truyền đến tai nàng vậy thì chắc chắn thế nào viên phương kia chính là mắt xích quan trọng để chuyện này được chắc chắn không ngờ thật sự không ngờ đấy Nguyên sắc đã hứa cho tên yêu tăng kia tiền đồ rộng lớn như thế, vậy mà hắn cũng dám phản bội, đúng là chán sống rồi. Ai đi mật báo cũng có thể làm cho Nguyên Phi nghi ngờ, dù sao trong tình hình này, nàng không dám tùy tiện ra ngoài, nhưng chỉ có viên phương là khác. Nàng không thể nào nghĩ ra được, hắn phản bội Nguyên sắc để đầu nhập vào La Thu thì có ý nghĩa gì chứ? Viên phương làm như vậy là có nghĩa lý gì? Trước cửa phòng lại có một người xuất hiện, đó chính là Sa Như Lai, hắn nói. Còn muốn ta mời ngươi vào sao? Nguyên Phi hít sâu một hơi, cảnh giác đi vào, sau khi nàng đi vào sau mới phát hiện, trong phòng có một thông đạo bí mật xuống dưới mặt đất. Sa Như Lai đi đến cửa thông đạo, vươn tay ra hiệu. Thánh Tôn đang ở bên trong chờ ngươi, Nguyên Phi tiện tay hất nón lá cho hắn cầm, từ từ bước xuống. Thông đạo không dài lắm, chỉ đi sâu khoảng mấy trượng là đã đến tầng hầm. Trong phòng trống rỗng, không có vật dụng gì, cũng chẳng có gì đặc biệt, là thu chắp tay nhìn ngọn đèn cầy đơn sơ khảm trên vách tường. Việc đã đến nước này, phản kháng cũng chẳng có tác dụng gì nữa, Nguyên Phu dứt khoát không đề phòng gì nữa. Ngươi muốn dùng ta để đổi con gái sao? La Thu nghiêng đầu nhìn nàng, hỏi rất hay, ngươi cảm thấy Nguyên Mập Mạp sẽ đồng ý đổi người sao? Những lời này làm cho trong lòng Nguyên Phi cảm thấy không thoải mái. Mục đích dù ta đến đây chẳng phải là vì như thế sao? La Thu nói, ngươi đánh giá địa vị của mình trong lòng Nguyên Mập Mạp quá cao rồi, hoặc là ngươi hoàn toàn không biết lý do vì sao Nguyên Mập Mạp lại muốn bắt cóc con gái ta, hắn sẽ không vô duyên vô cớ động đến trên đầu con gái ta, nếu hắn đã ra tay thì chắc chắn sẽ không làm việc công cốc. Bắt ngươi để đổi, mạng của ngươi không đáng tiền như vậy đâu, nguyên mập mạp sẽ không đồng ý. Thật ra không cần ta nói, trong lòng ngươi cũng tự hiểu được mà. Nguyên Phi không thích nghe những lời này, nàng nói, chẳng lẽ Thánh Tôn dẫn dụ ta đến đây chỉ để châm ngòi ly gián sao? Ngươi nên biết rõ, dù ngươi không thả ta ra, Thánh Tôn nhà ta cũng không thả con gái của ngươi đâu. La Thu nói. Ta nói rồi, người đánh giá giá trị của mình quá cao rồi đấy, dù ta có thả ngươi hay là giết ngươi, nguyên sắc cũng sẽ không thả người. Cứ dây dưa vào vấn đề này thì không có ý nghĩa, chúng ta nói chuyện chính đi, từ hôm nay trở đi, người đi theo ta đi. Nguyên Phi cười, ta không nghe nhầm chứ, ngài muốn đi đào góc tường thánh tôn nhà ta. La Thu nói, ngươi vỉnh tai nghe cho kỹ đây, những gì nguyên sắc có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, nguyên sắc không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi nụ cười của nguyên phi càng chân thành hơn chẳng lẽ trên tay ngài còn có vô lượng quả cho ta sao la thu nói nguyên sắc không thể cho ngươi mất được nhưng ta có thể nguyên phi nghi ngờ nói ngươi có thể cho nàng không biết đối phương có biện pháp nào để chữa lành đôi mắt cho nàng không la thu nói nguyên phi sao đầu óc ngươi chậm chạp như thế chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao tính mạng của sư đồ quỷ y nằm trên tay ta ngươi có thể chữa khỏi mắt cho ngươi nằm trong tay ta có hiểu không Nguyên Phi hoàn toàn tỉnh ngộ, sắc mặt nàng thay đổi hẳn. La Thu hờ hững nhìn chằm chằm nàng, nói, chỉ cần ta không vui, lúc nào ta cũng có thể làm thịt sư đồ hai người đó. Giết mấy người đó, Nguyên mập mạp sẽ không nói gì, lão yêu bà họ tuyết cũng không thèm quản, ô thường không quan tâm, ngay cả những người khác cũng sẽ không nói gì cả. Hai sư đồ này, ta giết cũng chẳng có vấn đề gì cả, chỉ cần xem tâm trạng của ta thế nào thôi. Người nói đi, người muốn ta giết, hay là không giết bọn họ hơi thở của nguyên phi rối loạn nàng nhìn chằm chằm đối phương nhưng trong lòng hiểu rõ nếu người này đã tự mình ra tay nàng muốn cứu được sư đồ quỷ y từ trên tay hắn là không có khả năng la thu lạnh nhạt nói vốn dĩ là một mỹ nhân xinh đẹp nhưng lại mất một mắt thật sự đáng tiếc sắc mặt nguyên phi cực kỳ phức tạp nàng tính toán cái lợi và hại trong đó giống như đang lựa chọn một vấn đề rất khó khăn cuối cùng cắn răng nói Người muốn chém giết hay róc thịt hay muốn làm gì cũng được la thu gật đầu khó trách lại được nguyên mập mạp trọng dụng đúng là có vài phần cốt khí mà ta lại thích những người có cốt khí được nếu như có thể chịu được việc róc xương róc thịt không sợ chết như vậy nếu ta chỉ dùng một con mắt để áp chế người đúng là không cần thiết ta cũng chẳng muốn làm tiểu nhân nếu như ngươi không muốn con mắt đó được ta cũng không làm khó ngươi nữa ngươi đi đi nguyên phi khẽ giật mình khó có thể tin được hắn cứ vậy mà buông tha cho nàng rồi sao nhưng theo lý thuyết loại người này sẽ lật lỏng không giữ lời mới đúng Vậy nên nàng có chút không thể tin nổi, thử hỏi: "Ngươi thật sự chịu thả ta sao?" La Thu nói: "Ta lừa ngươi làm gì, muốn đi thì đi đi, muốn ở lại thì cứ việc, ngươi có thể lựa chọn." Chương 2160, sắp 1, Nguyên Phi chậm rãi lùi về sau hai bước, chắp tay nói: "Thánh Tôn nhân từ, tiểu nhân không thể sánh bằng, Nguyên Phi cảm ơn Nguyên Tôn đã tha, ta xin lui ra trước." Nàng nói xong thì quay người rời đi, cùng lúc đó, giọng nói của La Thu vang lên ở sau lưng ta quên nhắc nhở ngươi một chuyện, ta có thể tha cho ngươi, nhưng sư đồ quỷ y thì không được. Nguyên Phi dừng bước, hơi quay đầu lại nói, được thánh tôn dơ cao đánh khẽ, ta đã vô cùng cảm tạ, còn về hai sư đồ bọn họ, ta không cứu nổi, ai bảo bọn họ xui xẻo rơi vào tay thánh tôn chứ. La Thu nói, ta cũng sẽ không giết bọn họ, chỉ giam lại, sau đó nói cho Nguyên mập mập biết, người có thể chỉ khỏi mắt cho ngươi ở trên tay ta, chỉ như vậy thôi. Một mắt của Nguyên Phi trừng lớn mấy phần, cả người run lên, giống như bị sét đánh ngang tai, nàng từ từ quay người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt Nguyên Phi có sự bi phẫn tột cùng. La Thu lạnh nhạt nói, phản ứng lớn như vậy làm gì? Đúng rồi, Nguyên Mập Mạp là loại người gì? Người đi theo hắn nhiều năm như thế, chắc hẳn cũng biết một chút. Người có thể nói là người không phản bội hắn, dù chết cũng không muốn chứa con mắt kia, ta đây tận mắt nhìn thấy, nên ta tin, nhưng Nguyên Mập Mạo tin sao? Hắn hơi lắc đầu, nói tiếp, có lẽ hắn sẽ tin, nhưng người có thể khôi phục sắc đẹp mỹ lệ của ngươi đang ở trên tay ta ai biết lỡ như lúc nào đó ngươi thay đổi ý định thì sao người nằm cạnh trên một giường sao có thể chịu nổi khi ẩn giấu một mối nguy hiểm tiềm ẩn như vậy chứ sau này nguyên mập mạp sẽ đối xử với ngươi thế nào ta có thể đoán được đại khái tất nhiên nguyên mập mạp sẽ cẩn thận đề phòng ngươi nhanh chóng đá ngươi ra khỏi trung tâm quyền lực của đại nguyên thánh địa ngươi không thể tiếp tục làm tâm phúc của hắn nữa muốn đến gần hắn thôi cũng khó có phải như vậy không thì trong lòng ngươi tự hiểu rõ. Ngươi đã mất đi quyền lực trong tay, ở đại nguyên thánh địa không còn được phong cảnh như ngày xưa nữa, ngươi vừa thế chỗ ngươi sẽ phải đề phòng ngươi quay lại, cuộc sống sau này của ngươi sẽ rất gian nan, sợ là được sống yên lành thôi cũng là may mắn rồi. Nguyên Phi, ngươi là người thông minh, bán mạng vì loại người này, đối phương còn không cảm ơn ngươi, ngươi cảm thấy có đáng giá không? Sự bi phấn trên mặt Nguyên Phi không thể giấu nổi nữa. Đây chính là buông tha mà ngươi gọi sao? La Thu nói, ta đang giúp ngươi đấy, nếu muốn chữa khỏi mắt cho ngươi một cách nhanh nhất, theo lời của quỷ y, muốn tìm người có độ tương xứng để cấy mắt không dễ dàng như thế. Quỷ y còn nói, con mắt của chính ngươi mới là con mắt có độ xứng đôi hoàn mỹ nhất, mà con mắt ngươi mất đi đang ở trong hốc mắt của nguyên sắc, ta chỉ muốn lấy về giúp ngươi mà thôi. Nguyên Phi Trấn Kinh nói, ngươi muốn giết hắn, sự tình rất rõ ràng, không giết nguyên sắc làm sao có thể từ nguyên sắc trong mắt đào ra ánh mắt kia đến. La Thu nói không đáng để ngạc nhiên chẳng lẽ hắn không muốn giết ta sao chỉ là không có cơ hội thôi nguyên phi một người cứng rắn móc mắt của ngươi ra có xứng đáng để ngươi bán mạng không mà bây giờ sư đồ quỷ y ở trên tay ta chỉ cần lấy được mắt ngươi có thể lập tức được điều trị ngay ngươi sẽ nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu chuyện cho đến bây giờ lựa chọn thế nào ngươi còn phải suy nghĩ nữa sao nguyên phi bi vẫn nói nếu hắn dễ dàng bị người khác giết như vậy sao có thể sống đến bây giờ được chứ la thu nói vì vậy mới phải tìm đến ngươi mọi chuyện bên người hắn đều do ngươi sắp xếp muốn ra tay thế nào cái này phải xem bản lĩnh của ngươi có người làm nội ứng chuyện mà ta muốn làm sẽ dễ dàng hơn nhiều ngươi cũng không cần lo lắng ta qua cầu rút ván ta sẽ cam kết cho ngươi có cảm giác an toàn đệ tử lục chi trưởng của ta đang trên đường đến đây hắn còn chưa lập gia đình sau khi đến đây sẽ đường đường chính chính cưới ngươi làm vợ sau này tình cảm hai vợ chồng thế nào ta không thể đảm bảo phải dựa vào chính ngươi rồi. Mà bây giờ ta cho ngươi một danh phận bảo hộ, là thù ta không đến mức giết chết thê tử của đệ tử mình. Sau này đến Đại La Thánh địa, có lẽ ngươi không còn quyền thế như ngày xưa, nhưng cơm gạo thì chẳng phải lo, ít nhất là không phải lo lắng về tính mạng của mình, mà sắc đẹp của ngươi cũng đã phục hồi lại. Nguyên Phi cắn răng nói: "Ta là nữ nhân của Nguyên Sắc, mọi người ai cũng biết, sao Lục Chi trưởng có thể chịu được chứ?" La Thù nói: "Ngươi lo lắng quá rồi." có thể chiếm được nữ nhân của nguyên sắc, hắn không thấy mất mặt đâu. Đợi đến lúc hắn cưới ngươi, ngươi lại ra tay, có gì không yên lòng chứ? Ở trong sơn động trên núi, mật thư được gửi đến, sau khi nghiêu Hữu đạo đọc xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, thuận tay đưa cho người bên cạnh, nói: "Xong rồi." Lữ Vô Song nhìn xong cũng gật đầu, nói: "Nếu không chắc chắn thì La Thu sẽ không tùy tiện ra tay, chuyện này nằm trong dự đoán." Vân Cơ là người đưa mật thư đến, nên đã nhìn nội dung trên đó từ trước nàng âm thầm cảm thán, phát hiện mình lo lắng quá mức rồi, La Thu chỉ dùng một chiêu không giết cũng không thả này, đã làm cho Nguyên Phi không có lựa chọn này khác nữa, tùy tiện phá hủy đường lui của Nguyên Phi. Không khó khăn như trong tưởng tượng của nàng, chuyện được giải quyết một cách đơn giản, lại dùng cách mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến, đúng là làm người khác phải mở rộng tầm mắt. Vân cơ cũng phát hiện, mình ở chung với những người này thì học được không ít điều bổ ích. Ngay lúc này, viên cương bước nhanh vào, lữ vô song nghiêng đầu nhìn thấy hắn, ánh mắt kia không biết là có ý gì. Ánh mắt của viên phương chỉ nhìn chúng nàng một cái, rồi nhanh chóng né tránh đi, hắn hơi sợ nữ nhân này, không có cách nào khác, mỗi lần gặp mặt phải gọi phu nhân đúng là không mở miệng nổi. Từ ngày cãi nhau phân thắng thua, trong vô tình hắn đều thấp hơn một phần lúc ở trước mặt lữ vô song. Bên phía cung lâm sách gửi thư khẩn cấp, thư khẩn cấp, như hữu đạo nhanh chóng nhận lấy rồi đọc, lữ vô song ở bên cạnh cũng xích lại gần để xem. Đúng là có thể nói là sợ cái gì thì đến cái đó, bên phía phiêu miểu các đã chú ý đến tung tích của Vân Cơ và Vương Khiếu rồi, bọn họ ra lệnh cho tử kim động cưỡng chế hai người nhanh chóng quay về Mao Lư Sơn Trang. Bên cung lâm sách không từ chối nổi nữa, chỉ có thể dùng lý do không có tỏa kỹ phi hành, nên muộn mấy ngày nữa mới quay về kịp. như Hữu Đạo nói, xem ra đây là bút tích của người đại nguyên thánh địa ở trong Mao Lư Sơn Trang. Lữ Vô Song nói, chuyện này cũng trong dự đoán, từ lúc bọn họ đi vào đó, các người từ đầu đến cuối không hề lộ mặt, dần dần cũng làm cho người khác cảnh giác, đám người bên người nguyên sắc chưa bao giờ lơ là cảnh giác, chắc chắn phải nhanh chóng thấy được các ngươi để xác minh. như Hữu Đạo nói, đi từ Độ Vân Sơn đến đây, lại còn bắt chúng ta nhanh chóng quay về, nói cách khác, nhiều nhất chúng ta có thể kéo dài được 5 ngày nữa. Nếu bên La Thu không ra tay kịp, vậy thì sẽ rất phiền phức, phải thúc giục xa như lai một chút, để hắn thổi gió bên tai La Thu, xem có thể nhanh chóng hành động không. Lữ Vô Song nói, sợ là không được, là thù thường khó ra tay, nếu ra tay thì phải chắc chắn nắm chắc, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngay khi bên này nghĩ kế sách, ngày tiếp theo xa như Lai đã tự mình chạy đến. Ba bên đấu sức ở vùng phủ thành Nam Châu, cách nhau cũng gần, vì vậy muốn gặp mặt cũng không khó khăn. Vì liên quan đến chuyện quan trọng, không thể nói rõ trong thư được, nên phải gặp mặt bàn bạc một chút. Vân cơ tự mình đi đón người, dùng cách địa độn dẫn theo xa như Lai đến đây, tránh cho người khác truy tung. Sa Như Lai không dùng khuôn mặt thật để đi vào sơn động gặp người, hắn đeo mặt nạ, chào hỏi như Hữu Đạo một tiếng, nhưng thấy được Lữ Vô Song ngồi bên canh, không nhịn được ngây người. Chương 2161, sắp 2. Mặc dù hắn biết Lữ Vô Song đã là người bên này, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy khó tin nổi. Dù sao dưới uy danh nhiều năm của Vô Song Thánh Tôn, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực, cộng thêm ánh mắt tìm hiểu kia của Lữ Vô Song, làm cho Sa Như Lai không có cảm giác tự nhiên thấy dáng vẻ do dự muốn nói rồi lại thôi của hắn, như hữu đạo cười nói. Đều là người một nhà, có chuyện gì cứ nói thẳng. Sa như lai hơi gật đầu, nói, lục chi trưởng đã đến, đã cùng thành thân với Nguyên Phi, ngay cả chuyện động phòng cũng đã làm. Cả đám người hai mặt nhìn nhau, như hữu đạo dở khóc dở cười nói. Nhanh như vậy sao, Sa như lai nói, việc này không kéo dài được, Nguyên Phi không thể thường xuyên đi ra ngoài. Vì vậy phải tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện. Thật ra chỉ cần có danh phận mà không động phòng cũng được, nhưng không thể không làm cho Nguyên Phi đi đến bước này, để hoàn toàn chặt đứt khả năng quay đầu về phía Nguyên Sắc, La Thu cũng không yên lòng. Mà bản thân Nguyên Phi cũng không bài xích chuyện này, điều này chứng minh nàng đã yên tâm. Nếu đã người tình ta nguyện, mọi người làm theo nhu cầu, vậy thì không có gì lạ cả. Như hữu đạo thổn thức, thật đúng là, không từ thủ đoạn thật, xa như Lai nói, nhưng lại rất có hiệu quả. Hắn lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, đặt lên trên tường, nói. Sau đó Nguyên Phi chỉ ra nơi giam giữ phương phỉ, nàng có thể chắc chắn rằng phương phỉ còn đang ở trong mau lư sơn trang, không bị giấu đến chỗ khác Nguyên Sắc tự mình tạo ra một địa đạo bên dưới sơn trang, nhưng tình hình bên trong thế nào, Nguyên Phi cũng không biết rõ, dưới đó do Nguyên Sắc tự mình kiểm soát, không cho Nguyên Phi bước vào. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Nguyên Sắc, chắc chắn bên trong có bố trí trận pháp ảo giác, bởi vì Nguyên Sắc xuống dưới chuẩn bị rất lâu mới xong, nếu như có người muốn cứu La Phương Phỉ, chắc chắn nguyên sắc sẽ có đủ thời gian để phản ứng lại. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ gật đầu, nói. Nếu là trận pháp ảo giác cũng không thể được tạo thành trong phạm vi quá lớn, chỉ cần biết vị trí đại khái là được. Sa Như Lai nói, ý của Nguyên Phi là, muốn ra tay thì ngoài hạ độc ra thì không còn cách nào khác nữa, muốn ám sát nguyên sắc cũng không thể dùng biện pháp bình thường khác được. Công pháp của nguyên sắc rất kỳ lạ, da thịt bên ngoài của hắn gần như đau thương bất nhập, cho dù đánh lén cũng khó làm cho hắn bị thương được. Ngưu Hữu Đạo nói, từ tin tức bên Mao Lư Sơn trang truyền đến, lúc đồ ăn được đưa lên, sẽ có mấy người thay nhau kiểm tra, ngay cả Nguyên Phi cũng không làm chủ được, sao có thể hạ độc được. Chuyện này Viên Phương đã tận mắt nhìn thấy. Sa Như Lai nói, mặc dù nàng ta không thể khống chế được mấy người kiểm tra kia, mà mấy người đó cũng không nghe lời nàng, nhưng vẫn có biện pháp động tay chân. Đã có kế hoạch rồi, Nguyên Phi phụ trách ra tay, nếu thành công thì rút lui ngay. Còn chuyện đánh với Nguyên Sắc phía sau, còn có chuyện cứu Phương Phỉ, nàng không nhúng tay vào. Nghiêu hữu đạo gật đầu, nói, Nguyên Phi lo lắng cũng có thể hiểu được, nếu Nguyên Sắc trúng độc, muốn lăn ra ngã cũng cần một thời gian sau, nếu nàng không rút đi ngay, chắc chắn Nguyên Sắc có thể giết Nguyên Phi ngay được. Còn La Thu thì sao? Sa như Lai nói, La Thu đồng ý, trước khi ra tay, La Thu sẽ bí mật chạy đến gần đó, nếu như Nguyên Phi thành công, hắn sẽ tự mình ra tay đối phó Nguyên Sắc. Lữ vô song trên lời nếu nguyên sắc chúng độc thật vậy thì không thể chạy nổi hắn sẽ không thoát khỏi tay La Thu được Sa Như Lai nhìn nàng một cái tiếp tục nói ta chỉ lo lắng lời của Nguyên Phi nói nếu nguyên sắc bày ra trận pháp ảo giác ở chỗ giam giữ Phương Phỉ vậy thì người khác khó có thể cứu được Phương Phỉ trước khi nguyên sắc đến nếu như nguyên sắc phát hiện mình chúng độc chắc chắn sẽ đoán ra có người muốn cứu Phương Phỉ ta lo lắng hắn sẽ đi khống chế nàng đầu tiên thấy La Thu ra tay chỉ sợ rằng nguyên sắc sẽ giết chết Phương Phỉ cho hả giận Nghiêu hữu đạo nói, La Thu làm sao bảo vệ được sự an toàn của con gái hắn. Sa như Lai nói, hắn nói sẽ ra tay trước cuốn lấy nguyên sắc, để cho chúng ta xuống dưới cứu người. Nghiêu hữu đạo nói, nếu nguyên sắc biết chúng ta đến đây, cho dù có người đến đánh, hay bị chúng độc đi nữa, việc đầu tiên nguyên sắc làm chính là khống chế La Phương Phỉ, nếu La Thu không giữ chân hắn được thì làm thế nào đây? Nếu nguyên sắc phát hiện mình chúng độc rồi giết La Phương Phỉ làm đệm lưng thì sao? Sa như Lai nói, hắn nói có thể giữ chân được ta còn có thể nói gì nữa nghi ngờ thực lực của hắn không giữ chân nổi sao đây cũng là nguyên nhân ta phải chạy đến tìm ngươi hắn nói xong quay đầu về phía vân cơ bây giờ đã biết phương phỉ ở trong sơn trang cũng biết vị trí đại khái nếu thật sự không được các ngươi thử đi trước cứu người xem cả đám người đều hiểu ý của hắn muốn lợi dụng thuật pháp địa đồn kỳ diệu của vân cơ nghiêu hữu đạo là người đầu tiên bác bỏ không được vừa biết tình hình của la phương phỉ thì đã có người đến cứu chắc chắn la thu sẽ nghi ngờ ngươi làm hư chuyện lớn của la thu đừng nói đến chuyện la thu nể mặt con gái bỏ qua cho ngươi ít nhất nguyên sắc cũng sẽ tránh được một kiếp nếu cướp người ngay dưới mí mắt của hắn ngươi cảm thấy nguyên sắc trong cơn giận dữ sẽ tha cho người của mao lư sơn trang sao vân cơ cũng nói nguyên sắc không muốn ra tay với la thu nên sẽ không bí mật đưa người đi nơi khác mà chỉ sợ nguyên sắc cũng không đi khỏi mao lư sơn trang ngay được bây giờ bên phiểu miêu các đã đốc thúc chúng ta quay về Sơn Trang, nếu thật sự như vậy, những chuyện chúng ta làm từ trước đến nay sẽ trở thành uổng phí. Lông mày xa như lai nhân lại, nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêu hữu đạo nói, chuyện cứu người thì cứ để ta, bây giờ người phải nghĩ cách làm cho La Thu nhanh chóng ra tay, bên chỗ ta không có nhiều thời gian nữa. Nếu thật sự không được, vậy thì phải nghĩ biện pháp thúc đẩy một chút. Sa như Lai nói, chuyện này thì dễ, bên La Thu cũng không chờ nổi, hắn có vài chuyện muốn giấu chúng ta, ta có thể thấy được, La Thu không muốn Phương Phỉ biết thân thế của mình, cũng không mong rằng Phương Phỉ gặp mặt ngân cơ. Mà Nguyên Sắc bắt Phương Phỉ là để đối phó với ngân cơ, hắn không mong rằng Nguyên Sắc quay về thánh cảnh, nên đang thúc giục Nguyên Phi, Nguyên Phi cũng đồng ý sẽ ra tay trong hai ngày nay. Nhiêu Hữu Đạo nói, được, ngươi không nên ở đây lâu, bây giờ lập tức quay về, nhớ chú ý bên kia để hành động kịp thời, bên này ta cũng tìm cơ hội cứu La Phương Phỉ ra. Cũng chỉ có thể làm như vậy, Sa Như Lai thở dài một hơi, hắn quay người rời đi, mà Vân Cơ đi theo tiến người. Như Hữu Đạo trầm mặc, hắn yên tĩnh ngồi trong sơn động một lúc, sau đó Lữ Vô Song mở miệng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi muốn cứu người ngay khi Nguyên Phi ra tay?" Tê, Như Hữu Đạo trầm ngâm nói: "Sợ là chỉ có thể làm như vậy." Lữ Vô Song nói: "Ai đi cứu, rất có thể sẽ bị Nguyên Sắc phát hiện, đến lúc đó không chỉ không cứu được người, còn góp luôn cả nhà vào đó. Ngươi không thấy làm như vậy thì quá mạo hiểm sao?" như vậy có đáng giá không? Có một số lúc, cần phải có người hy sinh, chuyện này không nên làm, chắc chắn Ngân Cơ và Sa Như Lai sẽ thông cảm. Ngưu Hữu Đạo nói, có đáng giá hay không thì không quan trọng, là phương phỉ rơi vào hoàn cảnh thế này, chính là do ta tạo nên, vì vậy phải cố hết sức mà làm. Người yên tâm, chỉ cần ta tìm được lúc thích hợp, vậy thì vẫn có cơ hội. Ngày kế tiếp, bên này vừa nhận được tin tức của Sa Như Lai, bên kia hành động giấy nhanh, Nguyên Phi quyết định ra tay vào tối ngày hôm đó, La Thu đã vào ẩn nấp trong thành, để cho bên này nhanh chóng chuẩn bị. Nưu Hữu đạo lập tức gọi Vân Cơ đến, không có cách nào nữa, chuyện cứu người này chỉ có thể để Vân Cơ tự mình đi làm. Chương 2162, đến rất đúng lúc. Sau khi nói kỹ, Nưu Hữu đạo liên tục dặn dò. Nhớ kỹ, an toàn của mình là nhất, nếu như phát hiện có gì không đúng, vậy thì đừng miến cưỡng, ngươi cứ chạy trước. Có La Thu ra tay, nguyên sắc cũng không dễ làm được gì ngươi. Nói tóm lại phải nhớ kỹ một việc, người không phải là đối thủ của nguyên sắc cố gắng đừng chạm mặt hắn nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm vân cơ yên lặng gật đầu nghiêu hữu đạo nói còn nữa la thu và nguyên sắc đánh nhau có thể làm kinh động đến vương phủ gần đó ngươi cũng biết tình hình của quận chúa rồi đấy nàng ấy không thể xảy ra chuyện được mà những người khác cũng không nên ra tay để phòng đánh rắn động cỏ nhưng chúng ta phải đưa tin cho quận chúa rút lui trước người đi xử lý việc này đi vân cơ gật đầu nàng đi đến nơi ẩn thân của nha tướng gửi tin cho Thương Thục Thanh. Nghiêu Hữu Đạo nói, không thể rút lui hết, nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Nguyên sắc ở ngay bên cạnh Vương Phủ, ta không tin phiêu miểu các không chú ý tình hình Vương Phủ. Người không cần quan tâm bên phía Vương gia, cũng không cần làm quá nhiều hành động, ta sẽ để cho Hồng Nương qua giúp đỡ. Chỉ đưa quận chúa đi, phân cơ hơi giật mình, nàng không muốn hiểu nhầm cũng khó, chẳng lẽ Nghiêu Hữu Đạo đã bị chân tình của quận chúa làm cho cảm động rồi. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, Sắc đẹp của quận chúa thật sự không đành lòng nhìn thẳng, đạo gia tuyệt đối không khẩu vị nặng đến vậy, chẳng lẽ là Ngân Nhi? Nghĩ lại càng cảm thấy đúng, hắn vừa quay đầu đã mang theo Ngân Nhi bên người, mà Ngân Nhi còn cần quận chúa trông coi, nên quận chúa không thể xảy ra chuyện gì được. Thật sự thì Vân Cơ không hiểu, nguyên nhân thật sự chính là 100.000 nha tướng kia, Thương Thục Thanh nắm giữ binh quyền của 100.000 nha tướng, vì vậy Thương Thục Thanh không thể xảy ra chuyện gì được. Lữ Vô Song ở bên cạnh cảm thấy ngoài ý muốn màng cảm thấy nghiêu hiếu đạo đặc biệt quan tâm đến thương thục thanh, trong đầu nhịn không được nhớ lại tình huống của nàng, nghĩ đi nghĩ lại, lữ vô song phát hiện ra thương thục thanh có thể là một sơ sót vẫn tồn tại của phiêu miều các. Quản phương nghi đi đến vương phủ bên cạnh cũng là chuyện bình thường, bên nguyên sắc không hề hạn chế hoạt động của người trong mau lư sơn trang, vì không muốn cho bên ngoài nghi ngờ, ít nhất mặt ngoài là như vậy. Sau khi đi qua một chuyến quay về, người trong vương phủ đều khẩn trương lên. Thương Thục Thanh đang lên lớp trong học đường như bình thường, nhưng trong lòng đang căng thẳng như dây cung. Nàng được quản phương nghi thông báo, sau khi học sinh tan học buổi chiều, nàng phải đứng chờ ở đây, sau đó vân cơ sẽ dẫn nàng rời đi. Thương Thục Thanh hỏi có chuyện gì, quản phương nghi cũng không nói nhiều với nàng, chỉ nói đây là ý của đạo gia, nàng cứ làm việc như bình thường, đừng lộ ra dấu vết gì cả. Đúng là một bí mật được hành động, hay nói đúng hơn là một âm mưu có từ sớm, người của Sơn Trang sẽ giúp đỡ cho Thương Thục Thanh rút lui, viên phương chờ đến lúc Thương Thục Thanh an toàn rời khỏi, sau đó mới dâng bữa tối lên cho nguyên sắc. Trong vương phủ, thường chiều tông tự mình đẩy xe lăn, có vẻ như đang ngồi tán gẫu với mông sơn minh, nhưng trong lòng lại căng thẳng như dây cung. Quản phương nghi đã thông báo từ trước, trạng vạng tối ngày hôm nay, có lẽ bên Mao Lưu Sơn Trang sẽ xảy ra một trận đánh kịch liệt, mặc dù thời gian diễn ra sẽ không quá lâu, có thể là rất ngắn, nhưng mà trận chém giết này rất nguy hiểm, nên bên này phải chuẩn bị sẵn sàng. Ý của đạo gia là, không thể rút lui tất cả mọi người được, nếu không sẽ làm cho phiêu miểu các nghi ngờ thậm chí hậu quả còn nghiêm trọng hơn trận đánh này vô số lần lam nhược đình đã rút lui lam nhược đình rút lui cũng không làm người khác nghi ngờ vốn dĩ hắn thường bôn ba bên ngoài để xử lý chính vụ giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ chỉ cần đi khỏi đây mà vẫn làm việc bình thường là được thậm chí vương phi phượng nhược nam cũng không biết sắp có chuyện xảy ra chỉ được sắp xếp đưa con đi ra ngoài du lịch mông sơn minh không thể đi hắn rất ít khi rời khỏi nơi này nếu bây giờ đi thì quá lộ rồi thương triều tông cũng ở lại, có chuyện cũng không thể đi, nhân vật quan trọng nhất phải ở lại để không bị nghi ngờ. Dựa theo yêu cầu, nếu nghe được tiếng đánh nhau, hai người phải nhanh chóng trốn vào mật đạo để tránh nguy hiểm. Toàn bộ phủ thành Nam Châu, toàn bộ vương phủ, toàn bộ Mao Lư Sơn Trang, nhìn qua giống như bình thường, nhưng không khí nóng đang nổi lên ở những nơi không nhìn thấy. Sắp đến trạng vạng tối, cảm giác mũi tên đã lên cung nặng nề đè nén lên người biết chuyện. Như Hữu đạo đứng ở cửa sơn động, nhìn về phía phủ thành Nam Châu nơi xa xa. Lữ vô song yên lặng ở trong động suy nghĩ, viên cương cầm tam hống đao lên lau sạch. Ở trong một khách sạn gần Sơn Trang, La Thu Dịch Dung ngồi tĩnh tỏa bên cửa sổ, lâu lâu lại liếc mắt nhìn khe cửa của cửa sổ bên cạnh. Trong anh võ đường, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh cùng nhau đi vào, bàn bạc chuyện quân tình. Trên lầu các, Quản Phương Nghi thấy đèn lồng đã được treo lên ở một góc phủ, nàng biết Thương Thục Thanh đã an toàn rời khỏi, lập tức quay người xuống khỏi lầu các lúc đi phòng bếp đến bên cạnh đình việt nhìn thấy viên phương đứng dưới mái hiên quản phương nhi giơ quả tròn trong tay lên thuận tay che miệng mình viên phương thấy vậy giống như nhận được tín hiệu hắn lập tức quay người đi vào nhà bếp thúc giục hòa thượng nam sơn tự tăng tốc độ đưa thức ăn lên trước đó luôn ung dung bình tĩnh nguyên phi đi lại trong sơn trang kiểm tra các phòng sau đó nàng đi đến trạch viện mà nguyên sắc nghỉ chân tìm được bốn người xuân hạ thu đông phụ trách kiểm tra thức ăn cho nguyên sắc cố ý nói la thu sắp đến đây không thể lơ là an toàn của thánh tôn được đồ vật kiểm tra độc phải hoàn mỹ bây giờ nên đưa ra kiểm tra lại lúc này bốn người đều đưa bình bạc nhỏ ra kiểm tra tại chỗ để cẩn thận hơn nguyên phi tự mình kiểm tra đồ của cả bốn người thấy không có vấn đề gì để cho bốn người cất đi sau khi rời khỏi đây nguyên phi quay về phòng bếp kiểm tra trên đường về nàng sờ trong tay áo trong đó có bốn bình bạc nhỏ nàng phải xử lý xong đồ này mà sau khi Bốn tỷ nữ được kiểm tra xong rời đi, Nguyên Xuân đã chui vào căn phòng của mình, lấy bình bạc ra kiểm tra, lúc nhìn đến đáy bình, bỗng nhiên ánh mắt nàng ngưng tụ lại, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hẳn. Nàng đi phía sau phòng mình, sau khi đi vòng một lúc, trực tiếp đi vào phòng của Nguyên Sắc. Nguyên Sắc đang nằm trên ghế ngủ say, nhìn qua như đang ngủ say, nhưng nếu thật sự mở pháp nhãn ra nhìn, có thể thấy được pháp lực đang lượn quanh người hắn, thật ra đây là một trạng thái tu luyện của hắn. Nguyên Xuân vừa mở cửa đi vào nguyên sắc đã mở mắt ra thấy người đến là nàng hắn hoàn toàn mở ra hai mắt mỉm cười thu công lại nguyên xuân lấy bình bạc nhỏ ra đặt lên trên ghế nằm của bàn trà khác nói có lẽ sắp có chuyện xảy ra nguyên sắc nước mắt nhìn bình nhỏ kia hỏi lại thế nào nguyên xuân nói đây là bình nhỏ thường dùng để đo độc vừa rồi nguyên phi nói là la thu đã đến phải cẩn thận nên kiểm tra bình đo độc của bốn người chúng ta nụ cười trên mặt của nguyên sắc vẫn không đổi có vấn đề gì không nguyên xuân nói kiểm tra ngay trước mặt bốn người chúng ta nhìn không ra vấn đề gì nhưng sau khi cầm lại cái bình ta phát hiện không đúng ở dưới đáy bình ta có làm một ký hiệu nhưng từ lúc chiếc bình rời khỏi người ta đều phải kiểm tra lại một lần kết quả phát hiện ra vết cắt dưới đáy đã không còn đây không phải là đồ của ta đã bị đổi nguyên sắc vươn tay cầm bình bạch nhỏ liếc mắt nhìn nụ cười tươi nay đã biến thành cười tủm tỉm ngươi chắc là vừa bị đánh cháo chứ không phải là có vấn đề từ trước chứ Nguyên Xuân nói, vật này gần như không rời khỏi người ta, chỉ cần rời đi thì sẽ được kiểm tra lại ngay. Mà bữa cơm trước người còn sử dụng đến, nó luôn ở trên người ta, không hề có người khác đụng đến. chương 2163, gió táp mưa xa, không giữ được một. Nguyên sắc mở bình bạc ra nhìn, người người mùi bên trong, không hề phát hiện cái gì khác thường, lại đậy lại, trả lại trên bàn. Gần đây nàng ta có ra ngoài sau, Nguyên Xuân nói, mấy ngày gần đây đi ra ngoài ba lần, thời gian dài ngắn không giống nhau. Nguyên sắc nói, bây giờ nàng ta đang ở đâu? Nguyên Xuân nói, đi bên phòng bếp, có lẽ đang kiểm tra bữa tối. Hát, Nguyên sắc thở dài một hơi, lộ ra dáng vẻ phiền muộn. Không nên như vậy chứ, bây giờ ngoài La Thu ra thì cũng không có người khác, xem ra La Thu đã ở gần đây rồi. Theo lý thuyết, nếu có cơ hội như vậy thì cũng không cần đợi đến bây giờ, mong là do ta và ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyên Xuân nói, vậy phải làm sao bây giờ? nguyên sắc nói dù sao nàng cũng đi theo ta nhiều năm như thế có lẽ là hiểu nhầm thôi ngươi đi sắp xếp người đúng chỗ nếu như nàng thật sự làm như vậy thì chỉ cần nàng rời khỏi đây có dấu hiệu muốn chạy ngươi không cần vội vã ra tay bắt người phải có tang vật bắt gian phải bắt cả hai đợi khi mọi chuyện lộ ra ánh sáng ngươi phải bắt nàng ta lại cố gắng bắt sống ta còn muốn biết lý do nếu thật sự bất đắc dĩ sống phải thấy người chết phải thấy xác tóm lại là tuyệt đối không để cho nàng chạy thoát Nguyên Xuân có chút do so dự, nói, nếu như sau lưng nàng thật sự là La Thu, có La Thu bảo vệ, nếu như ngươi không tự mình ra tay, ta sợ rằng khó mà bắt được nàng. Nguyên Sắc cười tươi nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi, La Thu muốn nhầm vào ta, không quan tâm đến nàng ta đâu. Nếu như thành công, La Thu sẽ ra tay với ta, không thể nào đứng bên chỗ nàng được. Mà Nguyên Phi cũng không dám theo đến, tất nhiên sẽ bỏ trốn trước. Lực lượng của La Thu cũng chủ yếu nhắm vào ta, bên người nguyên phi sẽ không có ai bảo vệ chỉ cần ngươi sắp xếp người đầy đủ dùng bên chuẩn bị đối phó với bên không có chuẩn bị nàng ta không trốn thoát được la thu phản ứng bình tĩnh qua mức trong lòng ta cảm thấy không yên nên không dám rời khỏi nơi này ngươi hãy đi cho hắn biết thế nào là lễ độ làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ trong lòng ta còn có chút không chắc còn không dám rời đi nơi này đang muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem khiến cho hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ đến rất đúng lúc nàng sắp trở về, không nên đánh cỏ kinh rắn, đi thôi. Nguyên Xuân hiểu rõ, gật đầu, vươn tay cầm bình bạc nhỏ, nhanh chóng rời đi. Nguyên sắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhập vào trạng thái tu luyện. Bữa tối chuẩn bị xong, mấy cái hòa thượng để hộp cơm, đi theo viên phương phía sau. Viên phương không biết toàn bộ kế hoạch, thậm chí không biết sắp xảy ra cái gì, chỉ biết làm theo kế hoạch của chủ nhân. Biết ít chuyện cũng có chỗ tốt, ngu ngốc ngược lại không sợ hãi, vì vậy mới nói như hữu đạo hiểu rõ hắn viên phương đưa mấy hộp cơm đến cửa phòng ăn thì bị ngăn lại nguyên phi phất tay ra hiệu bốn tỷ nữ xuân hạ thu đông qua nhận mấy hộp cơm đưa vào nhà ăn tất cả hòa thượng đều không được vào trong sân nhỏ viên phương khom lưng cúi đầu rời đi đứng trên lầu các có thể nhìn thấy mọi chuyện quản phương nghi quay đầu về hứa lão lục dặn dò mấy người các người phải nhìn kỹ nữ nhân kia cho ta nếu như nàng rời đi thì phải nói cho ta biết được hứa lão lục gật đầu đồng ý quay người bước nhanh đi. Nguyên Sắc ngồi ở trước bàn ăn, nhìn các món ăn mỹ vị được đặt lên bàn, vui tươi hớn hở gật đầu liên tục nói: "Không tệ, không tệ, bốn tỷ nữ Xuân, Hạ, Thu, Đông cẩn thận kiểm tra hết tất cả món ăn trên bàn một lượt, bằng với việc mỗi món ăn trên bàn đều được kiểm tra bốn lần. Chắc chắn rằng món ăn không có vấn đề gì." Bốn tỷ nữ mới ôm hộp cơm không lên đi ra ngoài. Nguyên Sắc cũng không khách khí, hắn cầm đũa lên trắng trợn hưởng thụ. Nguyên Phi ở bên cạnh nhìn ngẫu nhiên giúp hắn rót rượu thỉnh thoảng rời đi một chút đợi đến lúc nguyên sắc ăn hết gần nửa bàn thịt rượu nàng lại đi ra ngoài một lúc nhưng mà lần này không chỉ đi ra khỏi phòng ăn mà đi ra khỏi khu vực nhà nhỏ này nhờ vào thân phận của nàng trừ phi nguyên sắc tự mình ra thông báo nếu không sẽ không ai ngăn cản nàng rời khỏi nơi này đừng nói là ở đây cho dù ở đại nguyên thánh địa nàng cũng có thể tự do ra vào nguyên phi lấy một chiếc xe ngựa trực tiếp rời khỏi sơn trang không cần đám người hứa lão lục báo cáo, quản phương nghi cũng tận mắt nhìn thấy, quản phương nghi không ngờ rằng Nguyên Phi có thể nghênh ngang rời đi không che giấu như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, không cần phải lén lúi gì cả, cứ bình thường đi ra ngoài, như vậy chưa chắc đã có người nghi ngờ. Phát hiện Nguyên Phi trốn đi, quản phương nghi đến gần một cửa sổ khác, hé cửa sổ ra, lắc lư chiếc quạt tròn bên ngoài, đối diện chính là phòng bếp. Viên phương đứng dưới hoàng hôn, tản bộ bên ngoài phòng bếp, thấy được tín hiệu của quản phương nghi, hắn lập tức bước đến gần giếng nước, buông dây thường ra, thả gào nước vào trong giếng. Gào nước lắc lư liên tục trong giếng, đánh vào vách tường bốn phía. Vân cơ ẩn núp dưới mặt đất sau giếng, nghe được tiếng vang thì ngưng thở xác nhận, biết được là tín hiệu do quản phương nhi tạo ra, nàng dùng ngón tay đâm về phía trước, một miếng gạch rơi tõm xuống giếng, sau đó quay người chạy trốn. Thấy viên gạch rơi xuống đất, viên phương không lắc dây thường nữa, hắn thả gào nước xuống, kéo một thùng nước lên, sau đó tự mình ôm thùng nước đi vào phòng bếp. Quản phương nghi trên lầu thấy vậy, biết được phân cơ đã nhận được tín hiệu, nàng không đứng chỗ này nữa, quay người rời đi. Tất cả mọi chuyện được diễn ra trong yên lặng, trưởng môn ngũ lương sơn đứng ở trong sơn trang chú ý động tính, vậy mà sửng sốt không phát hiện điều gì khác thường. Hoàng hôn buông xuống, từng nhà trong phủ thành dã rời đốt đuốc lên đèn, người đi đường thoải mái, hoặc đang kéo cơ thể mệt nhọc về nhà. Xe ngựa không nhanh không chậm đi về phía trước, Nguyên Phi đẩy màn cửa ra, nhìn qua một cửa hàng đối diện, sau đó nàng đánh ra một thủ thế cho tiểu nhị của cửa hàng đối diện đang nhìn chăm chăm. Tiểu nhị vừa thấy ám hiệu thì khẽ gật đầu, lập tức quay người đi báo tin. Xe ngựa đi đến một ngõ nhỏ, Nguyên Phi kêu Sa Phu đứng đây đợi nàng, nàng tự mình chui vào buồng xe, biến mất khỏi ngõ sâu. Đến lúc nữa xuất hiện, Nguyên Phi đã xuất hiện ở một ngõ khác, chui lên trên chiếc xe ngựa khác ở đó. Xe ngựa lăn bánh, nàng nhanh chóng đổi quần áo đã chuẩn bị trước. Đi được một đoạn đường, Nguyên Phi không thấy gì khác thường, nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nguyên Xuân đi vào phòng ăn, đi đến bên người Nguyên Sắc, nói nhỏ. Ngài đoán không sai, nàng đã đi khỏi Mao Lư Sơn Trang, chắc chắn. Nguyên Sắc không ăn nữa, hắn buông đũa xuống, vất tay ra hiệu một chút. Nguyên Xuân lập tức đi lên, đưa chậu đến bên cạnh hắn. Nguyên Sắc đứng dậy, đi đến trước chậu, há miệng nôn hết đồ ăn trong bụng vào chậu. Hắn ăn thật, nhưng lại dùng pháp lực cách ly đồ ăn trong một không gian riêng, hỗn hợp đồ ăn tản ra một hương vị buồn nôn hắn đưa tay túm bình rượu, rót vào miệng để xúc miệng, sau đó nhổ vào trong chậu. Nguyên Xuân đặt chậu lên bàn, lấy một bình xứ nhỏ ra, muốn kiểm tra. Để ta, Nguyên Sắc xua tay, ra hiệu nàng đặt chậu xuống. Nguyên Xuân đành phải lui ra. Sau đó Nguyên Sắc tự mình lấy bình sự trong tay áo, mở ra, nghiêng miệng bình đổ chút bột phấn vào, sau đó cầm đũa quấy đổ buồn nôn trong chậu. Nguyên Xuân thấy vậy, hơi bực mình nhếch miệng, nói. Ngươi tự mình ra tay, ngươi không tin ta, lo lắng ta hãm hại Nguyên Phi. Nguyên sắc không quan tâm đến nàng, cũng không có tâm tình quan tâm, lông mày hắn trao lại, trên mặt hoàn toàn không có chút tươi cười nào nữa, lạnh lùng nhìn đồ ăn bẩn thỉu trong chậu, hắn phát hiện thức ăn vừa nôn ra đã biến thành màu đen. Nguyên Xuân cười lạnh, nói, đã thấy chưa, bốn người khác nhau kiểm tra mà cũng chẳng kiểm tra được vấn đề, người còn không chịu tin. chương 2164, gió táp mưa xa, không giữ được hai. Hắn quăng đũa một bên, Nguyên sắc quay đầu lại hỏi. Bên ngoài đã sắp xếp xong chưa? Nguyên Xuân nói, chỉ cần La Thu không nhúng tay vào, cũng không có nhiều người đứng ra cứu, nàng sẽ không chạy thoát được. Gió tắp mưa xa, giữ không được, nước vô tình chảy chỗ thấp, giữ không nổi. Nguyên sắc lắc đầu cảm thán, hắn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Người bận thì cứ đi đi, sắp có khách đến, ta đứng chờ ở đây. Trong khách sạn, xa như lai vội vàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, chỉ thấy La Thu đang đứng trong bóng đêm nhìn về ngoài cửa sổ, Sa Như Lai bước nhanh đến trước mặt hắn, nói nhỏ: "Sư tôn, Nguyên Phi đã rút đi, thành công rồi." La Thu đứng lên, hắn đẩy cửa sổ ra, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang. Sa Như Lai lại nói: "Không lâu sau, Nguyên sắc sẽ xảy ra chuyện. Nếu như bên Sơn Trang phát hiện không đúng, sẽ lập tức phát tín hiệu ra." Dưới nền đất, Vân cơ toàn thân áo đen che mặt giả dạ hành cách ăn mặc không dám ở dưới mặt đất tán loạn đầu tiên là xâm nhập lòng đất lại hướng ngang đến vị trí đại khái về sau mới chậm rãi lên cao tận lực khống chế không gây ra tiếng vang cũng tận lực khống chế pháp lực ngẫu nhiên thi pháp điều tra bốn phía đợi đến lúc vân cơ phát hiện ra phía trên có một không gian trống nàng lập tức đột địa đến gần phá tầng mặt đất phía trước đánh giá nơi này vân cơ nhìn khoảng cách không gian và mặt đất thấy khá sâu chỉ cần nàng cẩn thận khống chế người trên mặt đất sẽ không phát hiện ra sóng pháp lực được vách đất trước mặt được đục lỗ một không gian lớn xuất hiện trước mắt vân cơ cẩn thận bước vào thảo nguyệt điệp chiếu sáng phát hiện vách đất xung quanh rất kiên cố đây không phải là tự nhiên mà do có người dùng pháp lực cường đại đè nén lại nàng nhanh chóng bước lên trước mấy bước vân cơ phát hiện trước mặt là một mê cung cỡ nhỏ nàng thuận đường đi theo hành lang cuối cùng cũng chẳng biết mình đang ở chỗ nào khu vực này không lớn nên không thể có mê cung thế này được vân cơ ngạc nhiên nhưng không dám thi pháp để điều tra càng không dám phá hủy nhưng mê cung này có thể có tác dụng với người khác nhưng nàng thì không sao đây chính là lúc vân cơ thể hiện bản lĩnh của chủ nhà nàng trực tiếp đặt tay lên bức tường phía trước dần dần hòa tan từng tầng lặng yên sụp đổ xuống đến lúc một đài đất cao xuất hiện phía trên bàn có một nữ tử đang lẳng lặng nằm vân cơ vui vẻ đi về phía trước hai bước bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên phát hiện trên đầu có một cái giếng trời tối thui như mực quan sát một chút Vân cơ bước nhanh đến trước bàn, sau đó nhìn xuống dưới, không biết có phải ảo giác không, vừa rồi nàng có cảm giác được có gì đó rung động dưới chân. Vân cơ cúi đầu nhìn khuôn mặt nữ tử trên bàn, có lẽ không sai, trước khi đến đây, như hữu đạo đã mô tả dung mạo của La Phương phỉ cho nàng biết. Đinh đương đinh đương, một loạt tiếng chuông êm tai vang lên. Nguyên sắc nằm trên ghế bỗng nhiên dương mắt nhìn, thấy chuông nhỏ trên xà nhà đang không ngừng lắc lư. Hắn có tạo ra một trận pháp cỡ nhỏ phía dưới mê trận, nếu như có người tự ý đến gần La Phương Phỉ, ở đây sẽ có chuông cảnh báo. Lại có người có thể lặng yên không một tiếng động phá mê trận của hắn. Vốn còn muốn chờ khách quý đến, bây giờ còn chờ gì nữa, bỗng nhiên cả người hắn lóe lên, ra cửa, cả người như một chiếc búa nặng đánh về một góc dưới mặt đất đình viện. Cạch, tầng đất vốn không dày lắm, đây chính là con đường khẩn cấp dự phòng, nếu không thì sẽ không xuống kịp đến dưới mật thất. Vừa nổ lên một tiếng đã phá vỡ tầng đất, hắn rơi thẳng xuống trong nháy mắt ở trước bàn phía trên vừa có động tính vân cơ vừa muốn thi pháp đưa la phương phỉ đi nàng kinh hãi ôm la phương phỉ trốn qua một bên vừa ôm la phương phỉ vân cơ đã phát hiện không đứng cảm giác như có gì đó kéo la phương phỉ lại nhưng tình hình không cho phép vân cơ nghĩ nhiều thật sự không biết dưới chân có một sợi tơ âm thầm trôn xuống độc châm nếu như cố tình muốn bắt la phương phỉ đi nàng sẽ bị dính độc ngay nguyên sắc rơi xuống theo giếng thấy được nguyệt điệp còn chưa kịp cất đi ánh mắt hắn sáng lên thấy người trên bàn đã không thấy, cũng kịp nhận ra sóng pháp lực dưới mặt đất, hắn quát trói tai. Muốn chạy, lắc mình bay đến, nguyên sắc đánh ra một trưởng xuống ngay dưới mặt đất. Đất phía dưới bay ra, không gian dưới đất bị sụp đổ, hai tay nguyên sắc liên tục đánh ra, cắt đất như cắt đậu hũ, truy sát đến. Vân cơ đang độn địa chạy cảm nhận được không gian sụp đổ đẻ ép, nàng nôn ra một ngụm máu tươi, lập tức dùng toàn bộ tu vi để chạy trốn, càng cảm giác được kẻ địch đang phá địa đạo truy sát theo sau. Tất cả mọi người trong Sơn Trang đều cảm giác như có động đất mạnh mẽ đang xảy ra. Dân chúng trong thành ồn ào như ong vỡ tổ, ở cửa sổ khách sạn, La Thu bỗng nhiên híp mắt, kéo ra mặt nạ trên mặt, hắn không chờ người báo tin gì nữa, lập tức lắc mình ra khỏi cửa sổ, trong chớp mắt đã xuất hiện trên không của Mao Lư Sơn Trang. "Người nào?" Trong Sơn Trang gầm thét lên, nhìn thấy là La Thu, người đại nguyên thánh địa phía dưới đều giật mình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếng nổ dưới mặt đất vẫn tiếp tục vang lên. La Thù bỗng nhiên bắn xuống như mũi tên, hai tay liên tục đánh ra, phá địa đạo đi vào. Đi, trốn trước đã. Quản phương nghi phất tay chào hỏi một tiếng với đám người hứa lão lục. Ở trong vương phủ cũng cảm thấy được chấn động, thương Triều Tông và Mông Sơn Minh nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự kinh hãi. Hai người đã được cảnh báo từ sớm, chuyện gì nên đến cũng phải đến, chỉ không ngờ rằng động tính sẽ lớn đến vậy. Bên ngoài lập tức có tu sĩ đến bảo vệ, thương Triều Tông không nhiều lời, hắn lập tức mở mật đạo ra, Chào hỏi mọi người, sau đó dẫn theo Mông Sơn Minh đi vào trốn. Có một chiếc xe ngựa đang đứng đợi ở trong thành, Nguyên Phi còn chưa đến nơi ẩn thân, nàng quay đầu nói nhỏ. Cuối cùng đã bắt đầu rồi sao? Người dân kinh hoàng chạy qua xe ngựa trên đường phố, bỗng nhiên có mười mấy hán tử khiêng ống trúc xuất hiện, ống trúc nổ tung, vài chiếc thương kim loại đâm rách buồng xe, muốn bắt người ở trong hoặc trực tiếp giết chết. Sự lo lắng trong lòng làm cho Nguyên Phi luôn cảnh giác kinh hãi, nàng phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy vọt lên khó lắm mới tránh được đao kiếm dưới chân, đánh vỡ trần xe phóng lên trời. Ai ngờ phía trên có bốn người răng lưới thả xuống, trực tiếp chùm lên người Nguyên Phi. Bốn người giữ chặt góc lưới kim loại, lăng không sen kẽ, trực tiếp trói Nguyên Phi vào trong. Bốn người đồng thời thi pháp kéo túm, Nguyên Phi ở giữa giấy ruộng không thoát ra được, vừa rút ra một tấm thiên kiếm phủ trong tay áo, nhưng đã có người nhân lúc nàng bị trói lại, không chạy được, đâm một kiếm vào, xuyên qua bàn tay Nguyên Phi. Mấy tiếng xé gió đánh đến, đánh xuyên đùi và cánh tay, sau đó vừa rơi xuống đấy, mấy người xung quanh nhanh chóng ấn nàng lên mặt đất. A, à, nguyên phi hét lên một tiếng thê lương thảm thiết. Có một người bay đến, đánh ra vài chỉ trên người nàng, hạ cấm chế, bắt người ngay tại chỗ. Sa Phu trốn thoát một kích trí mạng kinh hãi vì bị vây công, hắn móc ra thiên kiếm phủ đánh. Ai ngờ kẻ địch cũng dùng thiên kiếm phủ đánh về phía hắn, đất đá trên đường bay loạt, phòng ốc sụp đổ, người dân kinh hoàng thét lên chạy trốn, người trốn không kịp thì chết ngay tại chỗ. Thiên kiếm phù trong tay Sa Phu đã dùng xong, hắn lại bóp thêm một tấm, rằng co với đám người phía trước, trong tay đối phương cũng chuẩn bị thiên kiếm phù, còn không chỉ một tấm. Sa Phu chỉ có thể trơ mắt nhìn sau một đám người, Nguyên Phi bị bọn họ nhanh chóng kéo đi. Người đánh xe không phải là ai khác, chính là lục chi trưởng đồ đệ của La Thu, cũng là trưởng phu bây giờ của Nguyên Phi. Nguyên Phi bị kéo đi, cả người bị trói trong lưới, trên mặt hiện lên sự tuyệt vọng, cầu xin nhìn người bên kia, mong là người đó có thể cứu nàng. Trường 2165, Hương Huyết, Nguyên Phi biết rõ, nếu như mình bị Nguyên Sắc bắt về, sự thảm thiết và khủng bố của những ngày tiếp theo, nàng chịu không nổi. Xung quanh là phế tích lộn xộn sau trận kịch chiến, Lục Tri chi Trưởng đứng trên phế tích nhìn Nguyên Phi tuyệt vọng cầu cứu, nhưng hắn cũng bất lực không giúp được. Hay nói cách khác, bây giờ Nguyên Phi không quan trọng nữa, nên La Thu sẽ không phái người bảo vệ, nếu như lúc này mà còn cần người bảo vệ, vậy có nghĩa là kế hoạch đã thất bại, nên chỉ có Lục Tri Trưởng đến đây tiếp đón cũng có thể nói là chuyện của nguyên phi càng ít người biết càng tốt. Không nói gì đến tình cảm vợ chồng, Lục Tri trưởng vốn chẳng có tình cảm gì với nguyên phi, chỉ là ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu kia làm lòng hắn đau nhói. Lùi 10.000 bước mà nói, ít nhất hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, thân là một người đàn ông, lại bất lực trơ mắt nhìn vợ bị kẻ khác bắt đi, trong lòng nghĩ thế nào cũng biết rồi đấy. Nhưng phải đối mặt với hiện thực, bằng thực lực của một mình hắn không thể cứu được nguyên phi, quân địch đã bố trí quá chặt chẽ trước mắt có người lập mưu bắt nguyên phi điều này có nghĩa là gì lục chi trưởng sợ hãi cả kinh nói cách khác nguyên phi đã bại lộ từ lâu nhìn dáng vẻ này đối phương ra tay độc ác với nguyên phi không giống như nguyên phi bán đứng bọn họ nói cách khác bên phía nguyên sắc đã biết từ sớm kế hoạch chu sát nguyên sắc không thể nào thành công nguyên phi bị kéo đi lục chi trưởng nhanh chóng rút lui hắn phải rời khỏi đây đám người vây công cũng không ngăn hắn lại mục đích của bọn họ đã xong không cần liều chết đến cùng với người Đại La Thánh địa, bọn họ cũng nhanh chóng rút lui. Lục Tri trưởng nhanh chóng quay về khách sạn, hắn chạy vào phòng khách thấy được Sa Như Lai đang đứng bên cửa sổ nhìn về phía Mao Lư Sơn Trang gấp gáp nói: sư huynh, không ổn rồi, Nguyên Phi bị kẻ địch thiết kế bẫy dập bắt đi rồi. Cái gì? Sa Như Lai bỗng nhiên quay đầu, khó có thể tin hỏi: sao có thể như vậy được? Lục Tri trưởng nói: ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, người mau báo cho sư tôn biết đi. Sa Như Lai quay đầu nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm nói. Sư Tôn đang đánh với nguyên sắc, kế hoạch có thất bại không, không cần chúng ta nói, Sư Tôn cũng biết ngay thôi. Bây giờ hắn không lo lắng bên phía La Thu, với thực lực của La Thu, nguyên sắc không làm gì được hắn. Sa Như Lai lo lắng bên phía La Phương phỉ kia, cũng không biết kế hoạch của Ngưu Hữu Đạo có thất bại hay không, cũng không biết nguyên sắc có chuẩn bị gì khác, có thể cứu được La Phương phỉ ra ngoài không. Hồng Nương, có chuyện gì xảy ra vậy? Tu sĩ tử kim động chấn giữ vương phủ bố trí phòng vệ xong, một số người lập tức chạy qua, đụng phải quản phương nghi, người đứng đầu mới quát lớn hỏi. Quản phương nghi lập tức nói thầm một câu bên tai hắn. Không biết chuyện gì xảy ra, là người phiêu miểu các. Phiêu miểu các, người đến giật mình, tranh thủ thời gian phất tay để các tu sĩ sau lưng không được hành động thiếu suy nghĩ. Oanh, lại một trận núi rừng run lên, hai bóng người phá đất bay ra, xông phá một cửa hàng nhưng gió mạnh kèm theo đã làm cho những phòng ốc xung quanh ngã dập một lượt cả hai phóng lên trời vừa đánh vừa bay lên bầu trời đêm phàm phu tục tử chỉ nghe được tiếng nổ lôi đình trên không trung nhưng tu sĩ lại có thể dùng pháp nhãn thấy một người đánh ra vô số trưởng ảnh lên xung quanh mà người khác lại nhẹ nhàng như thương nhưng trưởng đánh ra như bom nổ cả người bay lượn như thanh long trên trời xuyên thẳng tầng mây đánh với người có cơ thể to mỏng kia hai người đánh nhau làm cho gió quấy khắp bầu trời động tĩnh bọn họ tạo ra rất dọa người đó là người nào, các tu sĩ tử kim động đều hoa mắt chóng mặt, cả đời này chưa bao giờ thấy được lực lượng mạnh như vậy giao thủ với nhau, ai cũng bị hù dọa. Như vậy thì ai dám xông lên, đoán rằng dư uy đánh nhau cũng có thể giết chết hết bọn họ. Quản phương nghi hiểu rõ trong lòng, người đang đánh nhau ngoài la thu và nguyên sắc thì còn có ai nữa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có thể thấy được cao thủ cấp bậc này đánh nhau. Trên mặt nguyên sắc đã không còn nụ cười nữa, chỉ còn sự giận dữ thậm chí hắn không thấy được mặt mũi của người cứu la phương phỉ đi nguyên sắc tạo ra rất nhiều bẫy dập trên lý thuyết thì không ai có thể cứu được la phương phỉ khỏi tay hắn mới đúng nhưng vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra tốc độ hắn phá đất đã rất nhanh không ngờ người đến cứu người lại có tốc độ nhanh hơn hắn một bậc nguyên sắc rất muốn biết người kia là ai vốn dĩ nguyên sắc còn muốn truy sát đến cùng nhưng la thu đã theo sát phía sau nguyên sắc lo lắng dưới mặt đất có bẫy nên phải dừng tay đối phó với la thu oanh một tiếng nổ vang vọng phía sau người trên không trung bỗng nhiên ngừng lại hai người lao vào nhau tay chống tay liều mạng dùng pháp lực rằng co nguyên sắc bật cười ha hả la thu ta xem thường ngươi rồi sao vậy còn muốn cuốn lấy ta không tha chẳng lẽ đang đợi ta trúng độc phát tác sao ánh mắt la thu lóe lên không sai hắn đang đợi điều đó nhưng tình hình trước mắt không thích hợp chất độc không thể lâu như vậy mà vẫn chưa phát tác được có lẽ nguyên sắc đang cố gắng chống đỡ nên hắn không thể dễ dàng dừng tay trong lúc hai người vẫn đang dây dưa trên không nguyên sắc nứt xuống mặt đất bỗng nhiên hắn giống như cá chạch thoát khỏi la thu bay thẳng xuống dưới bịch nguyên sắc nhảy xuống đất chạy vào trong đám người những người đó tách ra hai bên để lộ một người trong lưới nguyên sắc chụp cổ người kia vào tay nghênh ngang nhìn la thu đang đuổi theo nói lại đây ta muốn nghe xem các người cấu kết với nhau thế nào nguyên phi nằm trong lưới chật vật không chịu nổi hoảng sợ tột cùng cũng không thể nói ra sự hoảng sợ trong lòng ra, nàng không biết vì sao mình lại bại lộ. Nhìn thấy nữ nhân một mắt trong lưới, La Thu dừng lại, hắn chậm rãi bay xuống đối diện, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Ngay lúc nhìn thấy Nguyên Phi, La Thu đã hiểu, Nguyên Phi bại lộ, kế hoạch của hắn cũng thất bại. Nguyên Phi muốn mở miệng cầu cứu La Thu, tiếc là trên người có cấm chế, không thể nói, cũng không thể động đậy được. Nguyên sắc lật tay một cái, lấy một viên đan dược ra, nói. Không phải chỉ ngươi mới biết hạ độc, để cho ta làm ngươi nhìn, con gái của ngươi trúng hương huyết của ta, nhiều nhất là chống được ba canh giờ nữa, nếu muốn cứu nàng, vậy thì cầu xin ta đi. Nếu như muốn đánh tiếp, sau đó nói ra chuyện xấu của ngươi cho tất cả mọi người đều biết, vậy thì ta tiếp ngươi đến cùng. Hừ, la thu hừ lạnh một tiếng, hất tay áo lên, cách không bay đi, kế hoạch thất bại, không cần dây dưa làm gì nữa. Nguyên sắc túm một cánh tay của Nguyên Xuân, nói nhỏ bên tai nàng. La phương phỉ không chạy thoát, người quay về mở cái hộp nhỏ của ta ra. Sau đó quẳng cả người cả lưới ra, đuổi theo hướng La Thu rời đi. Nhìn thấy Nguyên Phi bị bắt, quản phương nghi ở gần đó kinh hãi, nhanh chóng rụt đầu lại, dặn dò hứa lão lục. Gọi các huynh đệ đến nơi bí mật núp đi, hứa lão lục không biết vì sao, nhưng vẫn gật đầu làm theo. Quản phương nghi tránh khỏi những tu sĩ đang vây xem kia, tìm được nơi đám hòa thượng Nam Sơn tự ẩn núp, nói với viên phương. Qua đây, viên phương co đầu rụt cổ nhìn đông nhìn tây một lúc mới đi theo. Đến một nơi hẻo lánh, quản phương nghi đưa miệng lên muốn nói nhỏ bên tai viên phương, nhưng viên phương đang đứng nghe lại chừng lớn mắt, cuối cùng không thể nhúc nhích được. Quản phương nghi thả lỏng hai ngón tay đang đâm bên hông hắn, thuận tay ôm viên phương lên, khiêng người bí mật chạy đi. Lúc này, vân cơ cũng đang khiêng một người, miệng tràn máu tươi quay về sơn động. Đám người như hữu đạo đang chờ đợi thấy vậy thì kinh hãi, viên cương nhanh chóng bước lên khiêng người giúp nàng. Nưu Hữu Đạo ôm cơ thể lảo đảo của Vân Cơ, dìu nàng dựa ngồi xuống vách động, vội vàng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Chương 2166, khẳng khái chịu chết một." Vân Cơ thở dốc nói: "Bị Nguyên Sắc đánh." như Hữu Đạo trầm giọng nói: "Ngươi đánh với Nguyên Sắc sao? Không phải ta đã nói ngươi không được để hắn thấy mặt, cảm giác không đúng thì lập tức chạy đi ngay sao?" Quay đầu nhìn về phía La Phương Phỉ bên cạnh, nói: "Sao ngươi lại đưa nàng đến đây? Dựa theo kế hoạch ban đầu, Vân Cơ độn địa ẩn núp bên cạnh, để phòng nguyên sắc phát hiện mình trúng độc thì sẽ ra tay với La Phương Phỉ, nếu phát hiện không thấy người, sau đó mới phải đối phó với La Thu. Đợi đến lúc hai người đánh nhau, Vân Cơ sẽ trả người về chỗ cũ, sau đó xa Sa như lai dẫn người đến đấy, giả vờ như cứu được người ra. Tất nhiên, hắn cũng đã dặn dò, có thể cố gắng hết sức là được, nếu như thấy tình hình không đúng thì từ bỏ ngay, không đáng bỏ tính mạng vào đây. Vân Cơ lắc đầu, nói: "Ta không gặp nguyên sắc" ở chỗ giam la phương phỉ có cấm chế nguyên sắc bố trí cũng may người đến đó là ta nếu như người khác đi thì không thể đến gần la phương phỉ mà không làm nguyên sắc phát hiện được nguyên sắc bày trận rất kỳ công ở dưới đất trừ phi có thể tìm được chính xác nơi nhốt người nếu không thì hắn có thể khống chế la phương phỉ trước khi được người đến cứu rồi ngay cả như vậy cho dù ta đến gần la phương phỉ trước nguyên sắc nhưng vẫn đụng phải cấm chế của nguyên sắc hắn bố trí đường đi vào rất khéo léo có thể từ trên mặt đất nhanh chóng đến gần chỗ la phương phỉ Ta cũng không muốn đưa La Phương Phỉ về đây, nhưng không có cách khác, nguyên sắc truy sát ta ở dưới đất, hoàn toàn không cho ta cơ hội đưa người quay về. Mặc dù không chạm mặt, ta vẫn bị nguyên sắc đánh cho bị thương nặng, thực lực của hắn cao hơn ta nhiều, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Sau khi trốn chạy được, hoàn toàn không có sức lực độn địa đưa người về, hết cách rồi, ta đành đưa nàng về đây. Lữ vô song thở dài, nói, ta nói rồi, nguyên sắc không đơn giản như vậy, Sao hắn có thể làm cho người khác dễ dàng cứu người đi được chứ, không cần mạo hiểm như vậy, nhưng đạo gia của ngươi vẫn ôm suy nghĩ đó. Người thì cứu được, nhưng có thể sống quay về đã là may mắn lắm rồi." Vân Cơ thở dốc nói, "Cứu được sao, chưa chắc đâu, mập mạp chết tiệt kia có chuẩn bị phía sau, bày ra một cái bẫy liên hoàn. Hắn làm bẫy độc châm trên người La Phương Phỉ, nếu như vội vàng đưa người đi thì sẽ không phát hiện ra, mà hắn tạo ra bẫy dập này, cho dù là ai cứu La Phương Phỉ đi, đều là đang hại nàng." Vân cơ nghiêng đầu nhìn La Phương Phỉ, nói, sau đó ta mới phát hiện ra, mau nhìn nàng đi, nàng đã trúng độc. Cạch, chiếc hộp này bình thường chỉ có nguyên sắc mới có thể chạm vào, Nguyên Xuân cẩn thận mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái đầu lâu. Nguyên Xuân đang cảm thấy ngạc nhiên, trong đầu lâu bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt, một con chuột trắng chui ra khỏi hốc mắt của đầu lâu. Không phải chuột, mà là một con rơi lông trắng. Sau khi bạch bức leo ra, bỗng nhiên nó giang rộng hai cánh, vẫy phạch một cái bay lên, trốn vào trong bóng đêm mịt mờ. Nguyên Xuân vô cùng ngạc nhiên nhìn, trên không, La Thu phi hành về phía trước, Nguyên Sắc vẫn đuổi theo không tha. Thỉnh thoảng La Thu lại quay đầu nhìn, không thèm quan tâm. Thật sự không biết là đã bị Nguyên Sắc lừa, Nguyên Sắc cũng biết, La Phương Phỉ được cứu ra không thể chạy xa được, việc mà hắn cần làm bây giờ chính là ép La Thu ở đây, chờ đợi Bạch Bước quay về cho hắn biết nơi ẩn nấp của La Phương Phỉ. Bạch Bước ngửi theo mùi hương huyết tìm đến mục tiêu, đợi hắn quay về chỉ cần la thu không ở đây những minh tôm tướng cua dưới chướng la thu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn như vậy thì hắn có thể dễ dàng cướp la phương phỉ về có người đang khiêng một cái bao tải đến quản phương nghi kiêng nó đi vào sơn động nhìn thấy bao tải được thả xuống đất rõ ràng bên trong có một người nghiêu hữu đạo lập tức hỏi chuyện gì vậy quản phương nghi lo lắng nói đạo ra xảy ra chuyện lớn rồi nguyên sắc hoàn toàn không trúng độc nguyên phi bị bắt bắt sống đã rơi vào tay đám người nguyên sắc Nghiêu hiểu đạo và lữ vô song nhìn nhau, cả hai đều có chút giật mình. Quản phương nghi cúi người, mở bao tải ra, bên trong chính là viên phương đang trừng to mắt không động đậy nổi. Thấy người là viên phương, nghiêu hiểu đạo lập tức hiểu ý của quản phương nghi. Để cho viên phương cố ý lộ ra tung tích của nhan bảo như làm mồi dụ nguyên phi ra, chỉ cần nguyên phi không ngốc, chắc chắn sẽ đoán được viên phương chính là nội ứng. Bây giờ nguyên phi đã xa lưới, nếu như bị cậy miệng, khai ra la thu thì không sao, đám người La Thu không sợ gì bọn họ, nhưng nếu khai viên phương ra thì phiền to rồi. Người quen viên phương đều biết, tên này không có xương cốt cứng rắn gì hết, nếu như bị cực hình thì sẽ khai hết ra, hậu quả rất làm cho người ta lo lắng. Nếu như chỉ xem viên phương là nội gian của La Thu còn được, nhiều nhất là liên lụy đến người trong Mao Lư Sơn Trang, nhưng nếu viên phương khai ra nghiêu hữu đạo còn sống, vậy thì chuyện lớn rồi, không chỉ ảnh hưởng đến toàn bộ Mao Lư Sơn Trang thôi đâu. Quản phương nghi khống chế viên phương đầu tiên, đúng là một hành động sáng suốt, cho dù viên phương mất tích làm cho nguyên sắc nghi ngờ, nhưng cũng không tạo thành hậu quả xấu nhất, la thu gây sự thì phiêu miểu các chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơi suy nghĩ một chút, như hữu đạo chợt hỏi, bây giờ nguyên phi ở đâu? Quản phương nghi nói, đang ở bên sơn trang, bị thuộc hạ của nguyên sắc khống chế. Đạo ra, chúng ta phải nhanh lên, không thể để nguyên phi sống được, nếu không toàn bộ sơn trang đều bị vạ lây. Lữ vô song nói, nói cho người trong sơn trang biết, nếu rút lui được thì rút lui ngay đi, người ở trên tay nguyên sắc, dựa vào thực lực chúng ta thì không thể đến gần nguyên phi để diệt khẩu được." Quản Phương nghi lo lắng nói, "Không thể rút lui, nếu như rút lui, người Mao Lư Sơn Trang vừa chạy, không có vấn đề cũng biến thành có vấn đề, Vương phủ và Tử Kim động sẽ gặp phiền phức." "Đạo gia, vẫn nên ra tay diệt khẩu thì hơn, bây giờ nguyên sắc đang đánh với La Thu, không ở bên Sơn Trang." Nàng không muốn làm lớn chuyện này, muốn đảm bảo an toàn cho bản thân và người xung quanh nghiêu hữu đạo hỏi ngươi chắc chắn là nguyên sắc đã đi quản phương nghi nói chắc chắn ta tận mắt nhìn thấy còn lúc nào quay về thì không biết vì vậy chúng ta phải nhanh lên nghiêu hữu đạo suy nghĩ một chút nhanh chóng sắp xếp hồng nương ta để gia cát chỉ đi theo ngươi ngươi và hắn đi vào thành đến tìm xa như lai nói cho hắn biết mọi chuyện kêu hắn dùng danh nghĩa cứu la phương phỉ để xông vào sơn trang sau đó gia cát chỉ sẽ giấu thực lực núp trong đám người của hắn sau đó tùy theo hoàn cảnh mà diệt trừ nguyên phi ánh mắt của viên phương nằm trên mặt đất quay vòng, ra cát trì. Trong lòng ngầm kêu lên một tiếng, hóa ra tu sĩ Nguyên Anh mà thánh cảnh đuổi bắt đang ở chỗ đạo gia. Được, quản phương nghi gật đầu, sau đó trần trừ nói. Để ra cát trì biết quá nhiều chuyện có được không, nếu không thì để vân cơ đi theo ta thích hợp hơn. Nghiêu hữu đạo thở dài, vừa rồi nàng chạy trốn dưới lòng đất bị nguyên sắc đánh cho bị thương, suýt chút nữa không quay về được, chỉ dựa vào một hơi để chạy đến đây, bây giờ đang bị thương nặng, không thể đi ra chém giết được nữa. Đúng rồi, người nhớ báo cho xa như lai biết, chúng ta đã cứu được La Phương phỉ ra. Đã hiểu, quản phương nghi gật đầu đồng ý, như hữu đạo nhanh chóng cúi người, ra tay giải cấm chế trên người viên phương, dùng tay lôi hắn đứng dậy, nói. Đi theo ta, viên phương lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, không nói tiếng nào, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Cái đức hạnh này làm cho lữ vô song nhìn không được nhìn hắn chằm chằm, người bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo, nhưng lại kẻ tiểu nhân ưa nịnh. Sâu trong sơn động, Vân Cơ đã dùng thiên tể đan, khoanh chân ngồi chữa thương. chương 2167, khẳng khái chịu chết hai. Còn La Phương Phỉ, hai gò má và môi nàng đã tím đen, ra cát chỉ ngồi xếp bằng sau lưng nàng, hai trường đánh trên lưng, áp chế độc tính trong người La Phương Phỉ. Người đi giúp nàng áp chế độc trong cơ thể, như hữu đạo phất tay ra hiệu viên phương một cái. Viên phương khom lưng cúi đầu đến gần, thay thế gia cát trì không có cách nào khác bây giờ không có nhiều người lữ vô song mất pháp lực thực lực của viên cương mạnh nhưng không giỏi về pháp lực vân cơ bị thương nặng ốc không mang nổi mình ốc bây giờ những người có thể thi pháp áp chế độc tính cũng chỉ có Nghiêu hữu đạo và gia cát trì Nghiêu hữu đạo còn phải khống chế đại cục nên phải nhờ gia cát trì đến giúp đỡ vì vậy viên cương đi bên ngoài canh gác thay thế gia cát trì gia cát trì đứng dậy nhắc nhở độc trong người nàng rất kỳ lạ vết thương còn có một mùi thơm sợ là không chống đỡ được lâu, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khác. Như hữu đạo khẽ gật đầu, trước đó bọn họ đã nhận ra lúc kiểm tra cho La Phương Phỉ. Quản Phương Nhi kinh ngạc, nói, nàng trúng độc, như hữu đạo nói, nguyên mập mạp không đơn giản, hắn chuẩn bị một kế liên hoàn, để cho người ta không đề phòng được, ai cứu La Phương Phỉ đi cũng bị trúng chiêu. Nhưng người không cần lo lắng, chỉ cần thi pháp áp chế, kiên trì một thời gian là được. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là giải quyết Nguyên Phi, sư đồ quỷ y còn ở trên tay xa như lai, có lẽ cũng ở gần đây, giải quyết xong nguyên phi, chúng ta sẽ đưa người cho xa như lai để cứu chữa. Sau đó hắn quay đầu lại nói với Gia Cát Trì, người đi với nàng một chuyến, Hồng Nương sẽ nói cho người biết cần làm gì. Gia Cát Trì gật đầu, Quản Phương Nhi cũng nói một câu. Đi, lập tức dẫn người rời đi, chuyện quá gấp gáp, không thể chậm chế một giây nào nữa. Ai ngờ hai người còn chưa ra khỏi sơn động, đã thấy một người khoan thai đi đến, đó chính là Viên Cương, sắc mặt hắn ngưng trọng xua tay ngăn hai người lại không thể ra ngoài quản phương nghi cảm thấy không đúng ít nhất là thấy phản ứng của viên cương có vấn đề sao vậy nguyên sắc đến đây viên cương ném ra câu này rồi lướt qua hai người vội vàng chạy về trong sơn động nguyên sắc quản phương nghi và gia cát chỉ đều giật cả mình nhanh chóng chạy trở về đến chỗ sâu trong sơn động thấy được nghiêu hữu đạo viên cương cấp báo đạo gia nguyên sắc đến đi nhanh Vân cơ đang khoanh chân nhắm mắt bỗng nhiên mở hai mắt ra, viên phương lập tức hoảng sợ, lữ vô song cũng kinh hãi. Đi, như hữu đạo chỉ nói một tiếng, sau đó vào đến chỗ bên cạnh, ôm ngân nhi đang hôn mê lên. Quản phương nhi cũng nhanh chóng kéo cánh tay của lữ vô song, ra cắt chỉ ôm la phương phỉ lên. Viên phương kinh hãi chạy theo, trong lòng cực kỳ sợ hãi, nếu để nguyên sắc thấy mình ở đây, sao có thể tha cho hắn được. Đi như thế nào, cả đám người nhìn về phía vân cơ. Vân Cơ đứng lên đã mất đi không ít sức lực, dẫn theo nhiều người như vậy thật quá sức, nhất là với tình trạng bây giờ của ta. Đi, nàng nói dứt lời thì Ngưu Hữu Đạo ôm Ngân Nhi chạy về một mật đảo khác. Thỏ Khôn có ba hang, nơi này không chỉ có một lối ra duy nhất, nên tất cả mọi người chạy nhanh theo con đường đó. Viên Cương cầm đao đi sau cùng, dưới sự dẫn đường của Ngưu Hữu Đạo, Gia Cát Chỉ cũng ném La Phương phỉ cho Viên Phương đi cuối cùng với Viên Cương. Trong bóng đêm, Nguyên Sắc nhảy xuống đỉnh núi hắn dùng pháp nhãn nhìn chằm chằm bạch bức đang phi hành hắn thấy bạch bức đang xoay quanh một chỗ trên núi nguyên sắc lập tức lách mình đến nhảy xuống trên một thân cây trên sườn núi hắn thấy được một cửa hang sau tảng đá lớn tảng đá vành lên vừa đúng lúc che chắn cửa động nếu như không quan sát kỹ thì không nhìn thấy được cửa động này nguyên sắc cười lạnh một tiếng lắc mình bay lên không trung hút bạch bức vào trong tay sau đó chui vào sơn động cả người hắn lóe lên khắp nơi trong sơn động sau đó xông thẳng đến cuối cùng đúng là có thể nói kẻ tài cao gan cũng lớn. Ở cuối sơn động, không có ai cả, cũng không nhìn thấy thông đạo khác. Ánh mắt nguyên sắc lạnh lẽo, hắn thả bạch bức trong tay ra, bạch bức kêu chiêm chiếp xoay quanh, cuối cùng đậu lên một vách động, sau đó không ngừng kêu. Nguyên sắc tóm nó vào trong tay, bỏ vào trong ngực mình, hai tay liên tục đào, vách động bị cắt ra như đậu hũ. Trong mật đạo, một đám người đang nhanh chóng chạy trốn. Sao nguyên sắc đến được đây? Vừa chạy trốn, như hữu đạo vừa trầm giọng hỏi hồng nương người bị theo dõi sao quản phương nghi im lặng nàng cũng không biết có phải mình bị theo dõi hay không nữa lúc trước nàng đến đây rất cẩn thận rõ ràng lúc đó nguyên sắc đã đi rồi viên cương ở phía sau nói có lẽ không phải hắn không đi theo chúng ta nếu không thì đã ra tay từ trước còn con rơi trắng kia là vật dẫn đường ta ở xa xa nhìn thấy nguyên sắc và con rơi trắng đang tìm kiếm hắn giơ tay chỉ vào la phương phỉ nếu dựa vào truy tung có lẽ trên người nàng có vấn đề con rơi trắng Gia Cát Trì khẽ giật mình, mấy người vừa đi nhanh vừa nhìn về hắn, lời nói của hắn tỏ rõ rằng mình đã biết vấn đề, nói lên rằng trước đây hắn đã thấy qua, nhưng lại bỏ quên mất. Là mùi hương, bỗng nhiên giọng nói của Lữ Vô Song ở phía trước vang lên, sau đó nhìn về phía La Phương Phỉ, như hiểu ra gì đó. Ta đang nghĩ vì sao hắn lại đuổi theo La Thu không tha, quả nhiên nguyên mập mạp có chuẩn bị phía sau nữa. Tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên liên tiếp dưới nền đất, từ phía đầu thông đạo truyền đến, dùng thực lực của mọi người ở đây đều phát hiện ra hắn đang đi về phía bọn họ đám người kinh hãi vân cơ đã cố gắng lấp kín thông đạo rồi vì sao nguyên sắc có thể tìm chính xác được đến vị trí này chứ lại một trận nổ vang lên tiếng vang ngày càng gần vân cơ lập tức vươn tay thi pháp cửa động bốn phía bị phủ kín lại lữ vô song kêu lên vô dụng thôi trên đất đã bị ngưng kết hương khí từ người la phương phỉ bay ra hắn sẽ đổi đến ngay bây giờ phải lập tức bỏ la phương phỉ lại nếu không thì mọi người đừng hòng trốn. Nàng đoán rất đúng, viên phương ôm la phương phỉ nhìn trái nhìn phải, sau đó dùng ánh mắt đáng thương nhìn như hữu đạo. Nhưng đã chậm, một tiếng ầm ầm vang lên, đất đá bay khắp nơi, một bóng người vọt đến, người này chính là nguyên sắc. Chạy không thoát, tất cả mọi người đều sợ ngây người, cũng dừng lại, không ai dám nhúc nhích. Chỉ dựa vào việc nguyên sắc có thể đuổi đến trong tình huống này, có thể thấy được tốc độ truy kích của hắn rồi đấy. Nghiêu hữu đạo nhanh chóng thi pháp làm cho Ngân Nhi tỉnh lại. Ánh mắt lạnh lẽo của nguyên sắc đảo qua đám người, bỗng nhiên dừng ở trên tam hống đao của viên cương, lại nhìn đầu cá của hắn, không nhịn được nhíu mày cười nói. Thánh tử ma giáo, ánh mắt hắn quay lại nhìn chầm chầm quản phương nghi và viên phương, tất cả mọi người đều đeo mặt nạ, chỉ có hai người này là không có, nhìn thấy viên phương đang trợ giúp la phương phỉ, hắn cười lạnh lần nữa, nói. Yêu hòa thượng, người giỏi đấy, giả vờ rất giống, vậy mà có thể qua mặt được ta. Viên phương làm ra vẻ mặt sấy hổ, nhiều hơn chính là sợ hãi không giấu được. Đạo đạo, Ngân Nhi vừa tỉnh lại gọi một tiếng, mặc dù bây giờ Nghiêu Hữu đạo đang đóng giả làm vương khiếu, nhưng Ngân Nhi vẫn có thể nhìn ra. Bốp, Ngân Nhi trợn tròn mắt, bởi vì Nghiêu Hữu đạo vừa tát cho nàng một cái, chưa xong, lại tát một cái nữa. Một bàn tay liên tiếp một bàn tay, Ngân Nhi có cảm giác như mình bị đánh ngu. Đừng ngốc, Nghiêu Hữu đạo suýt chút nữa là đã kêu nàng là tổ tông luôn, nhưng như vậy không hợp lẽ thường nhưng hắn phản ứng lại rất nhanh, như hữu đạo giao người cho quản phương nghi, để nàng ra tay chọc giận người này. Mặc kệ sau khi thánh la sát hiện thân thì không nhận người thân, bây giờ chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống mà làm. Đúng lúc này, nguyên sắc vui tươi hớn hở chạy đến. Ánh mắt phiên cương hiện lên ánh sáng lạnh, quét ngang đao trong tay, bỗng nhiên giống lên một tiếng. Đi mau, chương 2168, ngọa hổ thức tỉnh. Sau đó hắn nhanh chóng xông lên, vọt thẳng về phía nguyên sắc mắt ra cát chỉ sáng lên, chấn kinh, cũng vô cùng rung động, đó chính là nhân vật lớn bao trùm cả thiên hạ cửu thánh, hắn vì vậy mà phải trốn tránh nhiều năm, nhưng hắn từ trước mặt này lại khẳng khái chịu chết, thật sự làm cho hắn phải rung động. Lữ vô song trừng lớn hai mắt, quản phương nghi đang vươn tay muốn tắt ngân nhi cũng sợ ngây người. Viên cương dù chết cũng không lùi đã làm nhiều người kinh sợ. Hầu tử, nghiêu hữu đạo gầm thét, hai mắt muốn nứt ra. Chạy đi, nguyên sắc cười tươi nhìn chằm chằm viên cương đang yểm hộ những người khác bỏ chạy, Hắn muốn hỏi một câu, muốn chạy nữa sao? Nguyên Sắc không nhanh không chậm bước đến, thong dong bình tĩnh, giống như không thấy Viên Cương đang vọt đến. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn phất tay một cái, đám người này đều mất mạng trong nháy mắt, dù có vùng vẫy thì chỉ phí công thôi. Thứ này không sợ chết, Nguyên Sắc cũng phải kéo mặt nạ kẻ kia xuống xem hắn có phải là thánh tử ma giáo kia không. Nếu phải, hắn phải hỏi Ô Thường xem hắn đang làm cái quỷ gì vậy, chuyện đánh gãy một cánh tay là chuyện gì xảy ra? không phải đã bị Lữ Vô Song cứu đi rồi sao? a à, viên cương trừng lớn mắt, muốn như muốn dùng tất cả sức lực của mỗi góc trong người, sau đó hét ra khỏi cổ họng. Ô ngao, người đến, đao ra, phá không, một hổ khiếu như tiếng sét đùng đoàn, vang vọng khắp thông đạo. Nguyên sắc hất tay áo lên, pháp lực hùng hổ tiện tay bắn ra. Ô ngao, một tiếng hổ khiếu nữa vang lên, mặc dù không lớn như tiếng thứ nhất, nhưng lại giống như lôi đình ấp ủ trên chín tầng mây, lúc nào cũng có thể đánh xuống chấn nhiếp cho lòng người căng thẳng ánh mắt nguyên sắc hơi né tránh không thể không thừa nhận tốc độ xuất đạo của người này rất nhanh nhưng làm hắn phải ngạc nhiên là trên đường đao động tác của người này ngày càng trôi chảy theo thế đao cảm giác giống như đang trà sát trên bề mặt thô giáp lúc đầu thì gập gành khó trà lực ma sát làm trở ngại mình không trà nhanh được nhưng sau khi trà một lúc mặc dù vẫn có lực ma sát cản trở nhưng cũng trở nên trôi chảy hơn lúc đầu nhiều người này xuất đao đao thể bay theo động tác, giống như có năng lực gia tốc hai lần. Nói cách khác, lúc triển khai đao thế, tính cân đối của cơ thể bị thay đổi, cả người có thể phát lực hai lần trong chớp mắt. Mặc dù loại chuyện này rất hiếm thấy, nhưng đối với nguyên sắc mà nói, không làm được gì hắn cả, pháp lực hùng hậu của nguyên sắc bay ra đụng phải đối phương. Pháp lực hùng hậu đụng phải đối phương trong nháy mắt, cả người viên cương như dừng lại, một đao bổ đến như bị trì trệ. Nhưng bỗng nhiên con người của nguyên sắc lại co lại, Thân hình của đối phương đang trì trệ hình như hơi nhảy thoát, thế đao đang chém đến hình như cũng hơi nhảy thoát ra. Không phải là nhảy về phía sau, cũng không phải nhảy lên trên, mà giống như vụt sáng lên chém về phía trước. Không thấy hình ảnh thật nhảy thoát ra, chính là lóe xuống, lại giống như có thứ gì đó phá kén ra khỏi cơ thể. Tâm thần câu chiến, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu nguyên sắc, người này chém ra một đao không lưu loát, nhưng lại trôi chảy đến một cảnh giới khác trong cơ thể người này có một cỗ lực lượng khó có thể tưởng tượng nổi bộc phát ra, hắn có năng lực gia tốc lần thứ ba. Giống như thế đao được hoàn toàn giãn gân cốt ra, bạo phát tất cả tiềm lực bên trong, dung hợp cả người lẫn đao, nhân đao hợp nhất, không gì không phá được. Không nhìn thấy, người khác cũng không nhìn thấy, nhưng hắn lại có thể cảm giác được, người chính là đao, đao chính là người, nhân đao hợp nhất. Đao là ánh sáng, người làm thân đao, pháp lực thuận theo lưỡi đao, phá vỡ nhục thể, đâm vào cơ thể nguyên sắc, giống như gió thoảng qua thân đao, chỉ một chớp mắt đã bay qua. Bấy dập, bỗng nhiên trong đầu nguyên sắc có suy nghĩ này, hắn cả kinh đến hồn phi phách tán, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, tay kia dùng hết tu vi đánh ra một trường. Trường lực dễ dàng rách ra một chút, đó là nguyên sắc cảm giác được, giống như pháp lực trước đó đụng vào lưỡi đao. Trong khe hở có gì đó bắn ra, không thấy rõ, tốc độ rất nhanh, chỉ có thể cảm giác, có ảo giác như muốn tránh nó đi bóng người ngưng trệ và đao thế giống như bị nguyên sắc đánh ra một trường phá hủy hóa thành hư vô nguyên sắc nhanh chóng lùi về sau rơi xuống đất người theo sau cũng hiện ra là viên cương nguyên sắc vừa xuống đất đã lảo đảo lui về sau mấy bước yết hầu hắn run run hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt viên cương không đuổi theo hắn dẫm chân lên đất chống đỡ cơ thể kích thích cho các bay đá chạy ngừng lại thế sông hai tay nắm chặt tam hống đao cả người cong về phía trước lưới tam hống đao chỉ xéo về phía trước mặt cả người thở hổn hển kịch liệt, hắn thở ra sương mù màu vàng nhạt. Hai tay cầm đao, gân xanh trên cổ nhô ra, hai mắt nhìn chầm chầm mũi đao. Ngay cả hắn cũng không biết một đao liều mạng này có uy lực thế nào, lúc lao ra đón địch, lúc chém đao ra, mặc kệ kẻ địch mạnh mẽ đến đâu, cũng không e ngại gì cả, cũng chưa nghĩ đến đường lui, không oán không hối, tất cả tinh thần đều thẳng tiến không lùi. Đao chém về phía trước, không nghiêng lệch, người đi về phía trước, đến chết không quay đầu, tất cả mọi thứ trong đầu đều hóa thành một ý niệm, chiến. Giết, ô ngao, một tiếng hổ khiếu khoan thai đến chậm, giống như được xuất ra từ trên thân đao đứng yên kia, cũng giống như được vang lên sau lưng viên cương. Có lẽ là vang lên ở chỗ hắn chém đao ra, trong địa đạo vang lên tiếng nổ ầm ầm kích đầu tiên của nguyên sắc được ước lượng phương hướng chính xác, làm cho địa đạo bị sụp đổ. Đam người ra cát trị ở phía sau, bọn hắn cảm thấy nguyên sắc nhanh chóng chuẩn bị đánh ra kích thứ hai, một kích này có uy lực đánh đổ ngọn núi, nhưng lại bị nghiêng một bên không đánh trúng đám người phía sau nhưng lại phá hủy toàn bộ địa đạo đất đai sụp đổ rơi xuống khe hở tất cả mọi người đều thấy nguyên sắc ung dung bị đẩy lùi về phía sau tiếp đó không thấy gì được nữa bởi vì đất đá sụp đổ đã che tầm mắt của mọi người lại nhưng mọi người có thể thấy người kia bị đẩy lùi bọn họ còn nghĩ rằng mình nhìn nhầm nguyên sắc sao có thể bị bước lui được trong phút chốc địa đạo chẳng những bị sụp đổ còn có các bụi cuồng bạo bay vào uy lực công kích của nguyên sắc quá cường đại Gia Cát Trì cũng không phải là kẻ ăn chay, hắn là cao thủ Nguyên Anh nhiều năm, đẩy hai tay ra, áp chế phong bạo bay vào. Đám người nhanh chóng thi pháp, cố gắng đứng vững trong đợt sụp đổ. Nhưng chỉ có thể đi về phía trước, không có đường lui, bây giờ đã sụp đổ trong nháy mắt, muốn chạy cũng không dễ dàng nữa. Trong tiếng sụp đổ của đất đá, bỗng nhiên một tiếng ô ngao vang lên, tiếng sụp đổ không thể nào lấn át được tiếng hổ gầm này. Trong tiếng nổ sụp đổ, một tiếng hổ khiếu vô cùng rõ ràng, giống như không hề bị tạp âm gì quấy nhiễu. Nó khác với hai tiếng hổ khiếu trước, một tiếng gầm này không lớn, có cảm giác như đang lười biếng thức tỉnh, rất huệ hoài, nhưng lại có thể xé màng nhĩ của người nghe được. Cảm giác đó làm cho người khác khó chịu không nói nên lời, giống như gặm nhấm suy nghĩ và xương thịt của người nghe, giọng gầm huệ hoài nhưng không đuổi đi nổi, quấn quanh suy nghĩ người nghe. Tiếng gầm này giống như có ma lực thẩm thấu cực mạnh, giống như thấm qua từng khe hở trong ngọn núi. Tiếng gầm vang lên từ tận sâu trong lòng, bên ngoài chỉ có thể nghe được mơ hồ nhưng phía trong núi giống như muốn xảy ra một trận tai kiếp của trời đất chim chóc và phi cầm đang nghỉ đêm hoảng sợ bay đi sợ hãi bay tán loạn trong đêm đen dã thú như bị điện giật nhao nhao xông ra khỏi ổ của mình bối rối chạy trốn khắp nơi các loại bò sát cũng chui ra khỏi hang bò loạn không có mục đích cả ngọn núi như biến thành ngôi mộ giống như yêu ma được chôn sâu dưới u minh giới đã thức tỉnh dọa cho các sinh linh trên núi hoảng hốt chạy bừa chương 2169, đao chém nguyên sắc một Đường hầm sụp đổ, đám người đang thi pháp củng cố không gian cũng kinh hãi, tất cả đều nhìn về phía tiếng hổ khiếu vang lên, ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi, cũng như đang tự hỏi, đó là tiếng gì. Ngân Nhi là người đầu tiên khôi phục lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn về phía nghiêu hữu đạo, giống như nhớ ra gì đó, vẻ mặt ai oán nói. Đạo đạo, người đánh ta, một câu này của nàng, giống như đánh thức cả đám người. Hổ khiếu, Quản phương nghi hỏi một tiếng, ra cát chỉ hỏi tiếp, thanh đao trên tay hắn là tây vô tiên tam hống đao. Lữ vô song hoang mang lo sợ, giống như không dám tin hỏi. Ngọa hổ thức tỉnh, vân cơ trần chờ nói, ngọa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ, cũng không dám tin tiếng hổ khiếu kia được viên cương đánh ra, ngay cả nghiêu hữu đạo như muốn nứt cả hai mắt cũng bị ma tính của tiếng hổ khiếu này lấy lại tinh thần. Con đường dưới mặt đất chỉ sụp đổ ở phía nguyên sắc đánh ra, còn những nơi khác chỉ bị sụp một đoạn không ảnh hưởng đến vị trí nguyên sắc đứng. Bởi vì nguyên sắc đã bay đến cách đây đủ xa, tiếng hổ khiếu làm cho đất đá trên mặt đất rơi xuống một tầng, may mắn địa đạo vừa được đào không lâu, phần lớn đất đều còn ẩm ướt, không có bụi bặm gì nhiều. Tiếng ù ù dừng lại sau lưng viên cương đang khom người, hắn đứng cách nơi sụp đổ chỉ nửa trượng, thậm chí có vài cục đất đá lăn đến bên chân hắn. Viên cương nhìn chằm chằm thanh đao, đứng cứng nở như tượng đá, hắn lần đầu tiên phát huy uy lực của tam hống đao đến mức này, còn chưa thích ứng được, cảm giác cả hồn đều bay ra theo một đao kia khó thoát khỏi trạng thái nhân đao hợp nhất hít thở không khí màu vàng nhạt quay về phổi viên cương chậm rãi ngẩng mặt lên phía trước có hai điểm sáng đó là dạ minh châu trên người nguyên sắc dạ minh châu trên người hắn được đặt ở vị trí rất hay bên quần áo có hai túi nhỏ trên túi nhỏ có hai mảnh tre hai viên minh châu này được may ngay chỗ nút thắt bình thường nhét vào trong túi nên không nhìn thấy lúc nào trời tối thì lật nó ra ngoài là có thể chiếu sáng rõ ràng là dùng cho người lười nguyên sắc lẳng lặng đứng ở đó giống như một người bình thường hai mắt viên cương đông cứng lại lại giống như đang vận sức chờ hành động ở phương hướng sụp đổ uy lực công kích tạo thành khí lưu thổi quét trở về làm cho quần áo của viên cương bay bay khí lưu bay về phía trước cũng thổi qua quần áo nguyên sắc lúc này viên cương mới phát hiện quần áo nguyên sắc bị cắt đôi ở chỗ lồng ngực đã bị rách một đường nói đúng hơn là bị cắt gió lật phần áo lên trên da thịt có một đường máu c khí lưu cuốn trở về nguyên sắc bị đẩy lùi về sau một bước, giống như làm vậy mới đứng yên được. Tiếng hổ gầm dần dần lặng xuống, đất đá không còn rơi xuống địa đạo nữa, tiếng gió cuốn vun vút cũng bình tĩnh lại. Tiếng hổ gầm dần dần bình ổn, trên địa đạo lạnh rung rơi xuống cát đá cũng đình chỉ, cuốn trở về tiếng gió vun vút cũng bình tĩnh lại. Trên mặt nguyên sắc nở một nụ cười, tiếc rằng nụ cười này có vẻ khó coi, hắn nhìn chằm chằm đao trên tay viên cương, giống như hỏi thăm viên cương, cũng giống như đang thì thảo tự nói có thể dùng một đao phá nhục thể của ta. Tam hống đao, nộ hổ giết gào, bồn hổ im ắng, ngọa hổ khó tỉnh. Ngọa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ, đó là thật sao? Bẫy dập, các người bày bẫy dập chờ ta, đúng hay không? Viên cương lạnh lùng nhìn hắn, địch chưa chết, chiến ý trên người chưa thu. Ở một nơi khác, đám người như hữu đạo không nghe được tiếng đánh nhau nữa, điều này có chút không bình thường, nếu như nguyên sắc thắng, không thể nào dừng lại không đuổi theo tiếp nhưng Nhiêu hữu đạo không quản được nhiều như vậy, cũng không quan tâm đối đầu với nguyên sắc có nguy hiểm không, chỉ cần có thể cứu được viên cương, hắn tin rằng mình còn có giá trị cho nguyên sắc lợi dụng, vì vậy hắn dẫn đầu xông ra, nhanh chóng thi pháp đào lên khỏi khu vực sụp đổ. Cả khu vực sụp đổ không quá dài, nên bọn họ nhanh chóng chui đến khu vực không bị sụp đổ. Nhiêu hữu đạo vừa ngoi đầu lên chui ra, thấy được viên cương không người, hai tay cầm đao như hổ rình mồi, mà phía sau thì có nguyên sắc đang chân trước chân sau như muốn lướt qua người viên cương hai người rằng co vậy và đều đứng như tượng đã viên cương nhìn chằm chằm trên mặt nguyên sắc vẫn có ý cười bóng người phía sau lóe lên quản phương nghi cũng vọt ra nhưng lại dừng lại vì cảnh rằng co trước vân cơ cũng cầm thương vọt ra nàng dừng lại lúc nhìn thấy nguyên sắc mỉm cười trước mắt không nghe thấy được động tính gì ở bên này những người khác cũng lần lượt chạy đến viên phương sợ hãi lấm la lấm lét nhìn ngó phía sau lữ vô song chậm rãi từng bước đến cuối cùng thấy trạng thái rằng co trước mắt làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là ngoài ý muốn về phản ứng của nguyên sắc. Ngân Nhi bị tiếng hổ khiếu cổ quái vừa rồi làm cho khó chịu, ở bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo hết nhìn đông rồi nhìn tây, vươn tay túm ống tay áo Nghiêu Hữu Đạo không chịu thả. Khục, nguyên sắc bỗng nhiên ho sặc một tiếng, vậy là có đồ vật gì đó không nén lại được, một vòng máu đỏ tươi xuất hiện trước ngực hắn, máu đỏ lan rộng, chảy xuống ướt quần áo trên người. Chất lỏng màu đỏ chảy xuống dưới, cuối cùng xuất hiện tiếng nước tích tích nhỏ giọt trong không gian yên tĩnh. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm xuống dưới quần áo hắn, có máu đỏ chảy xuống, nhiễm ướt ống quần bên dưới. Cái này là, tất cả mọi người hiểu ra gì đó, lại nhìn về phía viên cương đang cầm đao, trên mặt bọn họ đều hiện lên sự kinh hãi, trong mắt toàn là sự khó có thể tin nổi. Chiến ý của viên cương vẫn sắc bén, hắn vẫn giữ nguyên tư thế hổ vồ, đề phong nguyên sắc cao độ, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Mùi máu tươi tràn ngập bay đến, máu đã nhiễm đỏ một vùng đất bên dưới, làm cho sắc mặt của Nguyên Sắc đang đứng trở nên tái nhợt, giống như không thể khống chế nổi cơ thể, cả người bắt đầu lắc lư. Hình như hắn không muốn ngã xuống, chỉ có thể cố gắng cân bằng cơ thể đang nghiêng ngả, nửa trên người lại vặn vẹo tốc độ không thể tin được. Bộ ngực gãy ngã về phía sau, bị lôi kéo xuống dưới, làm cho cả người ầm ầm ngã về phía sau, đập trên mặt đất. Nguyên Sắc, đại nguyên thánh tôn, một đám người vội vàng chạy đến đều chấn kinh, sợ ngây người một con rơi lông trắng bay từ động phía sau ra, nó bay loạn khắp nơi. Phách, viên cương bỗng nhiên vùng đao lên, có cái gì đó rơi xuống, con rơi trắng bị một đao chém ngang, dẫy rụa trên mặt đất. Cuối cùng viên cương cũng cầm đao đứng lên, hắn trầm ổn đi đến bên cạnh nguyên sắc, cuối cùng đứng bên thi thể nguyên sắc mà không nói gì, rơi vào trầm mặc, giống như đang nhớ lại ý cảnh của một đao mình vừa chém ra. Mấy người nghiêu hữu đạo cũng từ từ đi đến, đứng từ trên cao nhìn xuống, phát hiện lồng ngực của nguyên sắc đã bị chém nứt hoàn toàn, chỉ có chút da thịt phía sau lưng vẫn nguyên lồng ngực bị trẻ làm đôi máu và nội tạng tung tóe nhìn rất buồn nôn nguyên sắc cứ như vậy mà chết rồi bị viên cương giết chết mọi người nhìn thi thể lại nhìn viên cương đứng bên canh luôn có cảm giác như mình đang nằm mơ chưa có ai tỉnh khỏi sự kinh tâm động phách trước đó vậy mà mới đảo mắt đã xong mọi chuyện nghiêu hữu đạo vất vả lắm mới lấy lại tinh thần hắn hỏi viên cương ngươi giết hắn viên cương hơi gật đầu hình như cũng không dám tin đó là sự thật nói có lẽ, như hữu đạo nói, vừa rồi có tiếng hổ khiếu thứ ba, là đến từ ngọa hổ sao. Viên cương nhìn thanh đao trong tay, trầm mặc gật đầu. Như hữu đạo nói, cũng không nghe được tiếng đánh nhau nữa, chỉ nghe được ba tiếng hổ khiếu, quá trình đánh nhau rất ngắn, chẳng lẽ ngươi chỉ chém một đao. Viên cương gật đầu, đáp, vâng, chỉ một đao, hít ra, có mấy người nghe xong thì hít một ngụm khí lạnh, một đao giết chết nguyên sắc. Người biết chuyện giống như vân cơ, biết thực lực bây giờ của viên cương bỗng nhiên tăng mạnh, thậm chí có khả năng liều mạng với cả thánh la sát, nhưng không thể tin được rằng hắn chỉ dùng một đao là đã có thể giết chết nguyên sắc. chương 2170, đao chém nguyên sắc 2. Nghiêu hữu đạo nói, bên ngoài có lời đồn rằng ngọa hổ tỉnh, vô địch thiên hạ. Giống như đang hỏi thăm, chắc hẳn người cầm đao cảm thụ của mình là khắc sâu nhất. Vô địch thiên hạ, viên cương chăm chú nhìn thi thể của nguyên sắc, chậm rãi nói. Có lẽ là thật, nhưng chắc chắn không phải ta lời nói kia đúng với trường hợp đao này trong tay tu sĩ khác nhưng trên tay loại người như ta thì không làm được chuyện vô địch thiên hạ hắn quá chủ quan kinh địch ta cũng không ngờ rằng nguyên sắc không trốn tránh mà chính diện đón một đao nên sau đó hắn mới không kịp trở tay nếu không thì ta không thể làm hắn bị thương được nếu gặp người như thế mà không phải cùng hoàn cảnh ta sợ mình ngay cả đến gần kẻ địch cũng không đến gần được đối với điểm này người biết chuyện sẽ không nghi ngờ thử hỏi viên cương ngay cả phi hành cũng không làm được Sao có thể truy sát được loại cao thủ như Nguyên Sắc chứ? Chỉ nhìn thôi cũng đoán được, ngay cả Viên Cương cũng rất bất ngờ, nếu không trước đó cũng không kêu mọi người chạy trước, hắn dùng cả tính mệnh để chặn đường phía sau, để có thể tranh thủ chút thời gian cho mọi người chạy trốn. Lữ Vô Song nói, không cần xem nhẹ bản thân, Nguyên Sắc là kẻ có thuật pháp kỳ lạ, nhục thân cứng rắn, đao kiếm không thể tổn thương, lúc trước dù cửu thánh ở đây thì có rất ít người có thể phá được phòng ngự của hắn vậy mà bây giờ lại bị ngươi dùng một đao chém chết, đã đủ thấy uy lực của ngươi rồi. Cái gọi là ngòa hổ thức tỉnh, vô địch thiên hạ của Tây Vô Tiên, có lẽ là chỉ về uy lực thẳng tiến không lùi của nó. Nhưng mà, trong thiên hạ này, có lẽ không có ai có thể trực tiếp chặn một đao này của ngươi được. Ánh mắt nàng nhìn viên cương có chút phức tạp, viên phương sợ hãi đứng phía sau, ánh mắt hắn nhìn về phía viên cương như nhìn một con quái vật. Nghiêu Hữu đạo nói, còn có chuyện quan trọng hơn, bây giờ không phải là lúc bàn về vấn đề này, chúng ta không thể ở lâu đây được. Hắn quay đầu ra hiệu viên cương xử lý hiện trường, viên cương lập tức lục soát trên người nguyên sắc, vơ vét tất cả đồ đạc của hắn, sau đó vân cơ nắm tay, làm cho thi thể của nguyên sắc chìm vào trong đất. Cả đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, làm sập thông đạo, hoàn toàn chôn nguyên sắc vào trong núi. Sau khi chui ra khỏi sơn động, Nghiêu Hữu Đạo lập tức nói với Quản Phương Nghi. Nguyên sắc đã chết, tan đàn xẻ ngẽ, đại nguyên thánh địa đã mất đi tư cách của phiêu miểu các, nếu biết viên phương làm nội ứng cho La Thu cũng không sao, cho dù người phiêu miểu các biết rõ thì cũng không dám động người của La Thu. Sống chết của Nguyên Phi không quan trọng nữa, người để cho xa như Lai tự xem mà xử lý, chuyện quan trọng nhất bây giờ là đưa La Phương Phỉ quay về. La Phương Phỉ không chịu được lâu nữa, nhanh chóng kêu xa như Lai tổ chức người đi vào Mao Lư Sơn Trang, người tìm một nơi nào đó giấu La Phương Phỉ đi, tránh cho La Thu nghi ngờ, sau đó nhanh chóng đưa La Phương Phỉ cho quỷ y chữa trị. Vâng, Quản Phương Nhi lập tức dẫn người đi. Viên Phương rất vui vẻ đi theo trở về, hắn biết nguyên sắc chết rồi, lại nghe lời nói của Ngưu Hữu Đạo, cũng đã có lực lượng trong người, không sợ. Nếu là trước đó, hắn sợ bất cứ người nào trong đại nguyên thánh địa, nhưng sau khi trải qua chuyện này, Viên Phương đã không giống lúc trước nữa. Nhóm người Ngưu Hữu Đạo cũng không tiếp tục ở lại, chuẩn bị chuyển nơi ở. Ngân Nhi vẫn cắn chặt chuyện kia, mang thù nói, đạo đạo, người đánh ta, Ngưu Hữu Đạo kéo tay áo, gặp nàng cắn chết cũng không tha còn ra vẻ rất tức giận lúc này mới đổi khuôn mặt tươi cười rỗ ngân nhi ngoan ta cho ngươi rất nhiều đùi gà có được không sự tức giận trên mặt ngân nhi biến mất không sót lại gì hai mắt nàng sáng long lanh liên tục gật đầu nói được trợn trắng mắt một cái nghiêu hữu đạo vươn tay bóc một cái sau cổ nàng làm cho ngân nhi hôn mê một nhóm người nhanh chóng rời đi tìm được một nơi hẻo lánh khác để dừng chân sau đó thở phào nhẹ nhõm Vầng trăng cô đơn trên núi, như hữu đạo ngồi một mình nhìn về phủ thành nơi xa xa. Lữ vô song kéo váy chậm rãi bước từng bước trên mặt đất, đi đến gần hắn, nói. Sợ không, như hữu đạo trả lời. Có chút, lữ vô song nói tiếp. Ta nói rồi, người không nên mạo hiểm như vậy, có lúc nên hy sinh thì phải chấp nhận hy sinh, nếu cứ mềm lòng không bỏ xuống được, sẽ phải chết. Ta nhắc lại lần nữa cho ngươi nghe, lục thánh không giống như những đối thủ của ngươi lúc trước, bọn họ có thể sống đến giờ này đã chứng minh rằng không ai ngu rốt hết. Bọn họ khác với những người phía dưới, không vướng bận gì cả, lại có thêm thế lực và thực lực tuyệt đối, nếu trực tiếp ra tay với lục thánh, mà bị bọn họ tóm được sơ hở, người rất khó cứu được tình hình, nếu không chắc chắn tuyệt đối thì không được làm bừa, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu. Nhiều hiểu đạo trầm mặc cũng không biết có nghe vào hay không. Mao Lư Sơn Trang bị tổn hại không nhiều, chỉ là mặt đất bị phá hoại, xới lên nhiều hố hớn xung quanh Sơn Trang, làm cho vài căn phòng bị ngã lệch. Ngược lại những kiến trúc gần Sơn Trang bị phá hủy không ít, sau khi La Thu và Nguyên Sắc chui xuống đất từ Mao Lư Sơn Trang, sau đó phá đất chui ra ở chỗ khác, uy lực lúc bay lên làm cho kiến trúc quanh đó bị phá hủy hoàn toàn, vương phủ sát vách không nằm trong khu vực đánh nhau, nên không gặp tai nạn, xem như là có thể tránh thoát được một kiếp. Mặc dù như vậy, nếu Sơn Trang muốn sửa chữa, lấp đầy những rãnh to phía dưới thì cần không ít đất, cũng phải sửa chữa lại mấy căn phòng ở bị ngã. Người đại nguyên thánh địa, còn canh giữ cao độ ở chỗ này, người Mao lưu Sơn Trang thấy có đánh nhau, nên bị dọa không biết chạy đi đâu rồi. Trong một đại sảnh vẫn chưa bị phá hủy, Nguyên Phi được thả khỏi lưới, sau đó bị người khác nhấn ngồi trên ghế, pháp lực của nàng bị hạ cấm chế, tay chân bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Nguyên Xuân phất tay, ra hiệu những người khác lui xuống, cười mỉm đứng ở trước mặt Nguyên Phi, đâu còn dáng vẻ khúm núm của tỷ nữ nữa không ngờ rằng mình sẽ có ngày hôm nay đúng không ngươi có muốn biết vì sao mình bị lộ không nguyên xuân cười hỏi nguyên phi bị thương nên tinh thần không được tốt muốn nói đi nàng muốn biết mình thua ở chỗ nào nguyên xuân móc ra bình bạc nhỏ từ trong tay áo lắc lư trước mặt nguyên phi nói ngươi đổi đồ của ta người nghĩ là ta không biết sao ta có làm ký hiệu lên đồ của mình thì ra vấn đề ở chỗ này nguyên phi cười lạnh nói như vậy bởi vì ngươi có công báo cáo nên được nguyên sắc cân nhắc nên dám đắc ý vinh váo trước mặt ta sao? Bốp, một cái tát vang dội, trực tiếp đánh cho Nguyên Phi chảy máu mũi. Nguyên Xuân lắc lắc bàn tay vừa đánh người. Ngươi nghĩ nhiều rồi, là từ lúc con mắt kia của ngươi bị móc xuống, Thánh Tôn lập tức đề phòng ngươi, sợ ngươi ghi hận trong lòng. Bắt đầu từ lúc đó, ta đã phụng mệnh Thánh Tôn giám sát hành động của ngươi. Trên mặt Nguyên Phi lộ nụ cười thảm, nhưng nàng không thèm quan tâm, lắc đầu nói. Ngươi chỉ muốn nói với ta những thứ này, Nguyên Xuân nói, Ta cảm rất kỳ quái, ngươi là một người đứng dưới một người nhưng đứng trên vạn người ở Đại Nguyên Thánh Địa, cần gì phải đầu nhập vào La Thu? La Thu cho ngươi chỗ tốt gì chứ?" Nguyên Phi nói, "Nguyên Sắc để cho ngươi đến thẩm ta sao? Vì sao hắn không tự mình đến hỏi?" Lần thẩm vấn này không có quan hệ gì với Nguyên Sắc, Nguyên Sắc còn chưa có trở về, mà Nguyên Xuân lại đang nhàn rỗi, nên đến thẩm vấn một chút cũng không sao, nàng lạnh nhạt nói. "Nói đi, thành thật nói ra, có lẽ ta còn cho ngươi chết một cách sảng khoái." tránh nhiều tra tấn không cần thiết. Nguyên phi nói: "Ngươi không có tư cách thẩm vấn ta, để nguyên sắc tự mình đến." "Ta không có tư cách." Ha ha, Nguyên Xuân cười quái dị, bỗng nhiên nàng cúi đầu nói nhỏ bên tai Nguyên phi. "Trong mắt ta, ngươi mới là chuyện cười, nói cho ngươi một bí mật, thân phận của ta chính là thê tử bái đường của thánh tôn, hắn chính là trượng phu của ta." Chương 2171, có mắt không tròng. Trên mặt Nguyên phi bỗng nhiên hiện lên sự bi phẫn sau đó nàng ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, cười ra nước mắt. Nguyên Xuân kéo tóc nàng ngửa ra sau, không nghĩ đến đúng không, Nguyên Phi cười đến ho khan, thật vất vả mới ngừng lại được, nàng cực kỳ vui vẻ nói. Ta đã biết, không phải Nguyên Sắc kêu ngươi đến thẩm vấn ta, là ngươi tự ý chủ trương, bây giờ hắn không ở đây, bởi vì hắn không dám để cho ngươi đến thẩm vấn ta. Cảm nhận được ý chế diễu nồng đậm, Nguyên Xuân buồn bực xấu hổ không hiểu được, nàng ta rút châm gài tóc ra, thuận tay hung ác đâm vào vai nguyên phi làm máu nhuộm cả quần áo ư ừ, nguyên phi ăn đau rên lên sau đó quật cường cười ngươi có biết vì sao hắn không dám để ngươi đến thẩm vấn ta không có phải lúc hắn cưới ngươi thì nói cho ngươi không muốn bại lộ thân phận vợ chồng là để bảo vệ ngươi là để tránh cho bát thánh khác ra tay với ngươi che giấu tung tích cũng vì tránh những chuyện như vậy xảy ra ánh mắt của nguyên xuân hiện lên sự bối rối nguyên phi thấy phản ứng của nàng cười ha ha ra nước mắt có phải rất ngạc nhiên vì sao ta biết điều đó không? Bởi vì ta cũng là thê tử bái đường của hắn, Nguyên Xuân đúng thật là thẹn quá hóa giận, nàng không chịu chấp nhận sự thật này. Đừng có châm ngòi ly rán, sau đó Nguyên Xuân rút châm gài tóc ra, hung ác đâm xuống, liên tiếp đâm vào da thịt Nguyên Phi. Nguyên Phi thống khổ dẫy dụa, nhưng nàng đã mất đi năng lực chống lại, bị nắm chặt tóc không thể né tránh được, bên vai đã bị đâm nát thành thịt vụn. Đợi đến lúc Nguyên Xuân dừng tay, Nguyên Phi lại thở dốc nói. Có lẽ ngươi cũng chẳng phải là duy nhất, trước ta còn có nhiều nữ nhân khác nữa, không biết có giống ngươi không, ai cũng biết là hy vọng xa vời, nhưng vẫn ảo tưởng trở thành phu nhân duy nhất của Đại Nguyên Thánh Tôn, sẽ có ngày được vô lượng quả kia, có dung nhan vĩnh trú trường sinh bất tử. Tiện nhân, im miệng, Nguyên Xuân vung tay hung ác đánh một cái tát, bùm, bên ngoài có tiếng nổ vang lên, ngay sau đó là tiếng đánh nhau kịch liệt. Nguyên Xuân dừng tay, vọt nhanh ra ngoài cửa, chỉ thấy một đám người đang giết vào, nàng còn nhìn thấy xa như lai Bên này không ngờ rằng người đại la thánh địa còn chưa hết hy vọng, dám đánh vào tận đây, trận đánh bất ngờ này làm cho bên này trở tay không kịp. Hai người các ngươi canh chừng nàng, nếu có kẻ muốn vào cứu Nguyên Phi, lập tức giết chết nàng. Nguyên Xuân gọi hai tên cao thủ đi vào canh giữ Nguyên Phi, chính mình đi ninh địch. Kẻ dẫn người đánh vào không chỉ có mình xa như lai, còn có lục chi trưởng, trên danh nghĩa là đến cứu thê tử của mình. Lục chi trưởng là bị xa như lai dụ đến, nếu xa như lai không xui khiến hắn, chỉ cần kiêng kỵ nguyên sắc bên này, lục chi trưởng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động như vậy, bởi vì lỡ may nguyên sắc quay về, hậu quả có thể nghĩ được rồi đấy. Thật ra hắn không biết Sa Như Lai dám ra tay là vì biết nguyên sắc đã chết, nên kéo theo lục chi trưởng để có thêm lực lượng, cũng có thể chia sẻ sự nguy hiểm trong đó nữa. Sa Như Lai là giả vờ giả Việt đánh, còn lục chi trưởng lại chơi thật. Người của hai thánh địa đánh nhau, trận danh của hai bên điên cuồng dùng thiên kiếm cương ảnh công kích đối phương, làm cho cả toàn bộ phủ thành Nam Châu chấn động không biết bao nhiêu người dân trốn trong nhà run lẩy bẩy. Trong vương phủ, trước đó đợi một lúc lâu cũng không có chuyện gì xảy ra nữa, đoán là đã xong việc, Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh mới chui khỏi mật đạo lên mặt đất, vừa mở miệng hỏi tình huống các tu sĩ canh gác thế nào, sát phách bỗng nhiên vang lên tiếng nổ lớn và chém giết rung trời, giống như trời sụp đất lở. Đi, một đám tu sĩ lại phải che chở Thương Triều Tông trốn chạy. Vương ra, giọng nói của quản phương nghi vang lên, nàng lách mình nhảy xuống, phía sau là một đám người của mao lư sơn trang quản phương nhi gấp gáp đến gần báo cáo vương gia hai bên đã khai chiến toàn diện sử dụng thiên kiếm phù một cách trắng trợt nếu trốn trong mật đạo thì chưa chắc đã an toàn nên rút lui trước thấy nàng nói như vậy chắc chắn đây là ý của đạo gia hắn không cần mạo hiểm ở lại đây lúc này thương triều tông mới ra lệnh rút lui hoàn toàn không phải mạo hiểm ở lại đây nữa trước đó là sợ làm cho người khác nghi ngờ mới không đi mà bây giờ ở lại đây ngược lại làm cho người ta nghi ngờ thêm chạy quản phương nghi đứng ở trên một nóc nhà nhìn lại thở dài một hơi lần này mao lư sơn trang xem như bị phá hủy hoàn toàn rồi người bên này vừa đi không lâu trận chém giết đã lan đến vương phủ phá nát hết đình viện đài các của bên vương phủ đối với người của đại la thánh địa và đại nguyên thánh địa có phải vương phủ hay không phá thì cứ phá thôi bọn họ chẳng hề quan tâm trong lúc chém giết kịch liệt có người vọt đến bên người xa như lai hét lên toa tiên sinh đã tìm được các chủ tốt xa như lai vui vẻ trả lời mà ngay lúc này có một bóng người từ trên trời bay xuống vừa ra tay đã giống như thanh long quét ngang giết cho đại nguyên thánh địa kêu thảm một trận la thu đến rồi thấy hắn đến người đại nguyên thánh địa không dám tiếp tục chém giết nữa nhanh chóng chạy về phía sau không thấy nguyên sắc ra mặt ngăn cản nguyên xuân đâu dám ở lại lúc nàng chạy trốn cũng không quên nguyên phi nguyên xuân lách mình vào trong rút châm gài tóc ra ầm um, Cả người Nguyên Phi ngã khỏi ghế xuống đất, cơ thể nàng co quắp, con mắt bình thường kia cũng bị chọc mù, bị châm gài tóc xuyên thủng, châm gài tóc chưa đâm sâu vào sọ não của nàng, máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra. Không dừng lại ở đó, Nguyên Xuân nhanh chóng dẫn người chạy trốn, trước khi đi nàng ta tự tiện ra tay giết Nguyên Phi thì thôi, vậy mà còn muốn chọc mù con mắt còn lại của Nguyên Phi luôn, có thể thấy được trong lòng Nguyên Xuân hận Nguyên Phi đến mức nào. Là Thù giơ tay đứng trong mảnh phế tích, đám người xa như Lai lập tức đi ra chào hỏi sau đó ra lệnh cho người bên dưới không cần đuổi theo người đại nguyên thánh địa nữa. La Thu quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hai sư huynh đệ, nói. Ai cho các ngươi tự tiện đánh, các ngươi không sợ nguyên mập mạp lấy đầu các ngươi sao? Trong lòng lục chi trưởng lo lắng, nhưng xa như lai đã đứng dậy nhận nồi, nói. Sư tôn, đệ tử thấy sư tôn đã dẫn nguyên sắc đi, nghĩ phương phỉ còn ở trong sơn trang, nên mới gấp gáp dẫn người đánh vào, nếu không đợi đến lúc nguyên sắc quay về thì không có cơ hội. May mắn, nơi này đã bị đánh nát, không thể giấu người được, nên cuối cùng đệ tử đã tìm ra phương phỉ. La Thu lạnh lùng nói, tìm được phương phỉ rồi sao? Sa Như Lai trả lời, vâng, vừa tìm được ở đây. La Thu lạnh lẽo nhìn bốn phía, nguyên sắc chưa quay về sao? Sa Như Lai nói, không thấy quay về, La Thu hơi nhíu mày, lúc trước hắn rời khỏi đây, vốn định trực tiếp quay về nơi tỏa chấn, không ngờ nguyên sắc lại đuổi theo không tha. Đợi đến lúc nguyên sắc từ bỏ chuyện đuổi theo, hắn lại cảm thấy nhàm chán không có chuyện gì làm sau đó lại cảm giác hành động của nguyên sắc rất kỳ lạ biết rõ là tốn công vô ích vậy mà còn đuổi theo hắn lâu như vậy làm gì lúc này la phi mới ý thức được nguyên sắc có vấn đề nên quay về đây ai ngờ thấy phía dưới đã đánh nhau hỗn loạn vì vậy mới có cảnh trước mắt thánh tôn toa tiên sinh phía sau vang lên tiếng gọi hai người bị kêu quay đầu lại chỉ thấy có một người được nâng đến chính là la phương phỉ lúc này bờ môi của la phương phỉ đã tím bầm sắc mặt biến thành màu đen, rõ ràng đã trúng độc. Người đến bẩm báo, lúc tìm được thì không ai chú ý đến, sau đó mới biết được người đã trúng độc. Sa như lai giật mình hoảng sợ, thật ra trong lòng hắn đã sớm biết, Như Hiếu Đạo cũng tìm được một ít đan dược trên người nguyên sắc, nhưng không biết cái nào là giải dược, không dám tự ý cho La Phương phỉ ăn vào, nên để hắn đưa người cho quỷ y cứu là ổn thỏa nhất. chương 2172, nhân cơ hội mà làm một. Những đan dược đó cũng được đưa đến trong tay Sa Như Lai, để phòng có điều không hay, nếu như bên quỷ y cũng bó tay, vậy thì để cho hắn lấy đan dược ra, nói rằng tìm được bên Sơn Trang, cho quỷ y xem có giải dược trong đó không, có lẽ năng lực phân biệt giải dược của quỷ y sẽ cao hơn bọn họ rất nhiều. Dù sao cũng là con gái của mình, là thù tự mình ra tay kiểm tra một chút, phát hiện tình hình của nàng nghiêm trọng, nghĩ đến lời nói trước đó của Nguyên Sắc, đoán là độc này không đơn giản, nên quay đầu nói. Lập tức đưa đến cho Hắc Ly cứu trị, rước lời hắn lại xua tay. Sợ là nguyên mập mạp sẽ quấy rối, để ta tự mình đưa người qua, các ngươi nhanh chóng rút lui đi. Hắn ôm La Phương Phỉ lên, lắc mình phá hư không rời đi, không có người nào đuổi kịp, xa như lai chỉ có thể đứng trên mặt đất trơ mắt nhìn người rời đi. Trên không trung, La Thu nhìn con gái trong ngực, trên mặt hiện lên sự lo lắng, hắn không hề cảm thấy vui vẻ khi cứu được con gái ra. Hắn muốn ra tay diệt khẩu nguyên sắc, chỉ cần nguyên sắc còn sống, cứu được người về thì được gì chứ? Nếu làm không tốt thì sợ rằng Nguyên Sắc sẽ thẹn quá hóa giận nói ra bí mật của hắn. Đó chính là lý do vì sao vừa rồi lại hỏi xa Như Lai sao lại tự tiện đánh đến. Sau khi biết lý do, toàn bộ đám người này liều mạng muốn cứu con gái mình ra, hắn có thể nói gì nữa? Trong một căn phòng bị phá hỏng, Lục Tri Trường ngồi xổm trước thi thể của Nguyên Phi, hắn vươn tay chạm vào nàng, thấy thi thể vẫn còn hơi ấm, máu trên mặt đất chưa đông lại, rõ ràng là vừa bị người khác giết. Thi thể thảm thiết không dễ nhìn bị chọc mù mắt chết thảm. Hắn từ từ đứng dậy, xa như lai ở bên cạnh vươn tay vỗ vai hắn, an ủi. Nén bi thương, chúng ta không nên ở đây lâu, nếu nguyên sắc về, chúng ta sẽ gặp phiền phức. Hãy đưa di thể về Đại La Thánh Địa an táng đi. Lục Chi trưởng nói, sư huynh nói đùa, nếu nàng còn sống thì có lẽ còn đến Đại La Thánh Địa được, còn đã chết rồi, người cảm thấy sư tôn còn cho phép nàng được an táng ở trên Đại La Thánh Địa sao? Xa như lai hơi lặng yên, hiểu ý của hắn, đôi nam nữ này đến với nhau không phải là chuyện tốt lành gì nếu người đã chết rồi có thể giấu chuyện này đi la thu sẽ không muốn có nhiều người biết đoạn nghiệt duyên này hắn thở dài một tiếng nói ngươi muốn xử lý chuyện này thế nào lục chi trưởng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua nóc nhà rách nát an táng ở đây đi đợi lát nữa ta sẽ đi tìm nơi non xanh nước biếc gần đây để mai táng nàng nếu sau này nhớ đến hoặc là rảnh rỗi có thể quay về xem nàng một chút nếu làm thêm gì khác có lẽ cũng chẳng cần thiết Hắn không có tình cảm gì với Nguyên Phi, cũng cho rằng sau này chẳng có tình cảm gì, mà cũng đúng như vậy. Có lẽ vì người chết nhanh đến vậy, trong đầu còn hiện lên sự kiều mị của nàng trên giường tre, còn có sự bất lực lúc hắn trơ mắt nhìn ánh mắt cầu xin tuyệt vọng của nàng ở trong lưới lúc bị bắt đi. Bỗng nhiên lục chi trường phát hiện ra, nữ nhân này đã vạch ra một đường trong lòng của hắn. Hát, xa như lai thở dài một tiếng, vỗ vỗ sau lưng hắn, để cho hắn tự mình xử lý chuyện này, quay người rời đi người đại la thánh địa nhanh chóng rút lui trời đã sáng ánh mặt trời mới mọc lên chiếu sáng chấn nhỏ ở trong một trạch viện la thu chắp tay đứng trong đỉnh viện xem cửa được nhấc lên quỷ y đi ra hắn đi đến bên cạnh la thu chắp tay nói thánh tôn độc trong người phương phỉ các chủ đã không còn nữa chỉ cần dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục lại xem ra năm xưa ta không giết chết ngươi đúng là vẫn có tác dụng la thu quay đầu liếc mắt nói quỷ y hơi cúi người không nói La Thu quay người vào trong nhà, lúc trở ra, đã ôm người bay lên tận trời. Chờ một lúc sau, vô tâm lại đi từ trong phòng ra, cầm một ngân phiến mỏng trên tay, đi đến gần quỷ y, nói. Sư tôn, ngài nhìn, ánh mắt của quỷ y nhìn một giọt máu trên ngân phiến. Ngươi muốn nói cái gì? Vô tâm nói, sư tôn, hình như máu của phương phỉ các chủ này không giống với người bình thường, màu máu không giống, ngay cả giọt máu này cũng không đông lại, sao có chút giống máu của yêu, chẳng lẽ là do chúng độc? quỷ y tức giận nói độc đều đã được giải đâu còn có độc gì nữa dẫn người đi theo để chờ độc phát nữa sao vô tâm nhìn chằm chằm giọt máu kia nói vậy đó là có chuyện gì xảy ra quỷ y chợt nói nhỏ căn cứ ghi chép trên sách đó là chỗ đặc thù của đời sau của người và yêu vô tâm giật mình nói a à, phương phỉ các chủ là quỷ y lập tức che miệng hắn lại nhanh chóng nhìn quanh một lượt vô tâm run lên biết sai có mấy lời không thể tùy tiện nói lung tung ở bên ngoài quỷ y còn chưa kịp thả tay xuống, một con phi cầm tỏa kỷ đã bay qua, một người nhảy xuống đỉnh viện, đó chính là Sa Như Lai. Sư đồ các ngươi làm gì vậy? Sa Như Lai hỏi một tiếng, lúc này quỷ y mới buông tay ra, nói, không có gì, toa tiên sinh, tôn phu nhân đã được thánh tôn đưa đi. Sa Như Lai hỏi, độc đã giải như thế nào rồi? Quỷ y nói, có lẽ không sao nữa. Sa Như Lai thở phào nhẹ nhóm, khó khăn chắc trở đã qua, lần này thật có đủ mạo hiểm, may là đã qua rồi, hắn chắp tay nói. Hắc ly tiên sinh, làm phiền ngài rồi. Sư đồ hai người đã tự do, ta còn có việc, cáo từ. Quỷ y vội vàng gọi lại, toa tiên sinh, bây giờ chưa biết tình hình của Nguyên Phi thế nào, sợ là nàng sẽ không bỏ qua cho sư đồ chúng ta. Xin toa tiên sinh nhìn ân tình chúng ta cứu được phu nhân, hãy cho chúng ta một con đường sống. Sa như lai cười cười, nói, người yên tâm, Nguyên Phi đã không có cơ hội nói với người nào nữa, chuyện lần này cũng không có ai khác biết cả quỷ y hơi kinh ngạc, ý của ngươi là, Nguyên Phi đã, xa như lai gật đầu, nói, không sai, ý của ta là nàng đã chết, các ngươi an toàn rồi. Nói xong, hắn lắc mình một cái, nhảy lên phi cầm tỏa kỷ đang xoay quanh trên không trung, cưỡi gió bay đi. Hắn chỉ nói rằng Nguyên Phi đã chết, nhưng tin tức về Nguyên Sắc đã chết thì không nhắc đến một chữ, cũng không có khả năng nói cho bất kỳ kẻ nào. Cửu Thánh đã đi một người, xa như lai ở trên trời cao lẩm bẩm một câu, sau đó thở phào một hơi. Lần này muốn giải vây cho Sơn Trang, bọn họ không tiếc dùng La Phương phỉ làm mồi, mặc dù quá trình cực kỳ khó khăn chắc trở, không thể độc chết nguyên sắc, nhưng kết quả lại may mắn, nguyên sắc cuối cùng đã chết. Dùng chút nguy hiểm kia để đổi mạng nguyên sắc, cũng xem là đáng giá. Hai sư đồ ở trong đình viện nhìn nhau, con mắt kia của Nguyên Phi còn ở trên tay bọn họ đấy. Đổi mắt cho nguyên sắc, là sư đồ bọn họ tìm được trên thi thể ở chiến trường Tề Kinh, cũng không phải là mắt của Nguyên Phi, con mắt của Nguyên Phi kia đang được ngâm trong bí chế dược thủy. Nói thẳng ra, cho dù Nguyên Phi muốn chữa mắt, cũng không cần tìm kiếm bên ngoài, chỉ cần lúc cần thiết thì lắp về cho nàng là có thể chữa khỏi ngay, cũng không cần lo lắng không tìm thấy con mắt thích hợp. Trong núi, Nhiêu Hữu Đạo và Sa Như Lai đơn độc gặp mặt ở một chỗ. Dưới một cây đại thụ, Nhiêu Hiếu Đạo vừa gặp mặt đã hỏi. La Phương phỉ thế nào rồi? Sa Như Lai nói, đã kiểm tra, quỷ y nói không sao nữa, La thù đã dẫn nàng đi. Cuối cùng Nghiêu Hữu Đạo cũng yên tâm, nếu không thì hắn không thể nào ăn nói được với ngân cơ, hắn thở phào nhẹ nhõm nói. Vậy là tốt rồi, xa như Lai nói, chuyện đã đến nước này, ta cũng nên quay về thánh cảnh. Bây giờ người trưởng lệnh phiêu miểu các là hoắc không, sắp không an toàn nữa rồi, trước mắt các chức vị trong phiêu miểu các đều là người của đại nguyên thánh địa, nguyên sắc vừa chết, sợ là phiêu miểu các sẽ loạn một trận, chuyện kiểm tra đối chiếu sẽ bị hoãn lại một thời gian, người có thêm cơ hội thở dốc. Hát, Tóm lại là ngươi tự cẩn thận chút đi. Chương 2173, nhân cơ hội mà làm hai. Trong lời nói của hắn có sự quan tâm từ tận đáy lòng. Qua chuyện lần này, hắn đã hoàn toàn yên tâm về Nưu Hữu Đạo. Sau khi biết chuyện xảy ra, biết vị này vì thực hiện được hứa hẹn cứu La Phương Phỉ, đã làm ra chuyện không ổn thỏa, tạo thành nguy hiểm cực lớn, suýt chút nữa đã thua trên tay nguyên sắc, toàn quân bị diệt. Nếu hắn giữ lời hứa như vậy, sao xa như Lai không yên lòng chứ? Nưu Hữu Đạo nói, nhắc đến hoắc không, ta đang muốn nói với người việc này, người chỉ sợ là chưa quay về được, ở chỗ ta lại không có tỏa kỳ phi cầm, khó khăn khi di chuyển, nên nhờ người đưa giúp ta hai người đến thiên đô phong. Sa như lai kinh ngạc, đi thiên đô phong, người muốn làm gì, như hữu đạo nói, nguyên sắc chết rồi, tạm thời không có ai khác biết, hoắc không lại cầm đại quyền của phiêu miểu các trong tay, người không cảm thấy đây là cơ hội tốt để làm phiêu miểu các trọng thương sao. Sa như lai trầm ngâm, ánh mắt lấp lóe không yên. Nghiêu Hữu Đạo giải thích, ngay từ đầu ta chỉ muốn mượn tay La Thu giết Nguyên Sắc, cũng không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra, kết quả Nguyên Sắc chết rồi, lại không phải chết trên tay La Thu, trước đó không ai ngờ được Nguyên Sắc lại chết đi kiểu thần không biết, quỷ không hay như vậy, La Thu không biết Nguyên Sắc đã chết, người bên ngoài cũng không biết Nguyên Sắc đã chết rồi. Nếu như bên ngoài biết được tin Nguyên Sắc chết, người thấy hoắc không sẽ làm gì. Sa như Lai nói, còn phải hỏi sao, không khác gì với lúc trước, ngũ thánh còn lại sẽ quét sạch thế lực của nguyên sắc, tất nhiên hoắc không sẽ bỏ trốn đào mệnh. Như hữu đạo nói, hắn cứ vậy mà chạy, nếu như không mượn quyền hạn trong tay hắn để làm chút gì đó, đúng là quá đáng tiếc, cứ bị động để cho phiêu miểu các đối chiếu kiểm tra sự thật như thế cũng không phải là biện pháp, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội tốt đẹp này, nhân cơ hội làm phiêu miểu các bị thương nặng, nhanh chóng ra tay, làm cho ngũ thánh khó có thể kiểm tra đối chiếu sự thật. Xa như lai hơi lặng yên, ta phải nhắc nhở ngươi, mặc dù lục thánh ẩn núp tọa chấn nhiều nơi, nhưng vì ứng biến, chắc chắn có thể liên lạc với nhau, La Thu có thể trực tiếp đi đến nơi nguyên sắc ẩn giấu là chứng minh. Nếu nguyên sắc không chịu lộ diện, sớm hay muộn gì bọn họ cũng nghi ngờ.